Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 173. Xong rồi. Thác Cổ Lâm gần như ngất đi. Lần này anh ta chắc chắn phải chết rồi. Thác Cổ Vũ lại lạnh lùng liếc nhìn Thác Cổ Lâm, sau đó lại nhìn Thác Cổ Nguyên, ấm áp nói, ngươi yên tâm, sau khi ngươi trở về Thác Cổ Tộc, sẽ không có ai dám ức hiếp ngươi. Còn về người đã từng ức hiếp ngươi, ngươi yên tâm, anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Sắc mặt Thác Cổ Lâm tái mét. Thác Cổ Nguyên lại nhìn Thác Cổ Lâm, Thác Cổ Lâm thấy anh ta nhìn, đột nhiên cười khổ, tên này hôm nay là ép mình vào chỗ chết sao? Ta chết còn không được sao? Nhìn thấy ánh mắt của Thác Cổ Nguyên, sắc mặt Thác Cổ Vũ tối sầm, tay phải ông ta từ từ nắm chặt lại, tuy có chút không nhẫn tâm, nhưng ông ta biết, nếu không tập tức giết chết Thác Cổ Lâm, e là Thác Cổ Nguyên trước mặt sẽ không theo ông ta về Thác Cổ Tộc. Mà ngay khi Thác Cổ Vũ chuẩn bị ra tay, Thác Cổ Nguyên bỗng nhiên nói, tộc trưởng, ta và Lâm Huynh đây cũng không có thù oán sâu đậm gì, bây giờ cũng coi như không đánh không quen biết. Huống hồ, anh ta cũng là vì Thác Cổ Tộc chúng ta, cho nên, những chuyện trước đây đều bỏ qua đi. Thác Cổ Lâm sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm, anh ta nhìn Thác Cổ Nguyên với vẻ mặt không thể tin được. Trong mắt Thác Cổ Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, thấy Thác Cổ Nguyên không phải đang nói đùa, sự kinh ngạc trong mắt chuyển thành tán thưởng, ông ta quay đầu nhìn Thác Cổ Lâm, còn không mau cảm ơn tộc huynh của ngươi đi. Thác Cổ Lâm vội vàng đi tới, cúi đầu thật sâu với Thác Cổ Nguyên, đa tạ. Câu nói này xuất phát từ trái tim. Thác Cổ Nguyên khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Anh ta biết rất rõ rằng, bây giờ Thác Cổ Tộc đối xử với anh ta như vậy không phải vì Thác Cổ Nguyên anh ta ưu tú, mà là vì Diệp Quân. Anh ta trong chủ gia Thác Cổ Tộc, căn bản không có bất kỳ nền tảng và bằng hữu gì, nếu chưa đi đã giết chết Thác Cổ Lâm, vậy thì người trong chủ gia Thác Cổ Tộc nhất định sẽ thù địch anh ta, có lẽ vì mối quan hệ với Diệp Quân, bọn họ sẽ không dám làm gì anh ta, nhưng anh ta chắc chắn sẽ bị cô lập, khó có thể tồn tại ở đó. Vì vậy, anh ta đã chọn cách biến kẻ thù thành bằng hữu. Không nói cái khác, nhánh của Thác Cổ Lâm chắc chắn sẽ cảm kích anh ta và xích lại gần anh ta hơn, nếu như vậy, anh ta có thể có được chỗ đứng trong Thác Cổ Tộc. Trải qua những năm tháng lang bạt bên ngoài, anh ta đã quen với sự ấm áp và lạnh lùng của con người, anh ta hiểu ra một đạo lý, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, nếu không thì không thể dựa vào ai được, cũng không thể đặt hy vọng của mình vào người khác, hơn nữa, người ta cũng không nợ anh ta. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải có đi có lại mới có thể dài lâu. Thác Cổ Vũ nhìn Thác Cổ Nguyên, lúc này, ánh mắt của ông ta đã thay đổi. Thanh niên trước mặt là một đại tài, có thể bồi dưỡng làm người kế nhiệm. Rất nhanh, Thác Cổ Nguyên biến mất ở cuối bầu trời cùng với những cường giả của Thác Cổ Tộc. Ở hiện trường, Phô Vân Tại liếc nhìn đám người thần đạo trần chưa rời đi ở cách đó không xa, sau đó nói, Ngưỡng Tăng huynh, chúng ta cũng đi thôi. Ngưỡng Tăng gật đầu và hai người rời đi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt thần đạo trần. Người đến không ai khác chính là tộc trưởng hiện tại của nền văn minh thần đạo Tôn. Thần đạo Tôn nhìn thần đạo trần trước mặt, không thể chấp nhận. Thần đạo trần nhíu mày không nói gì. Thần đạo Tôn nói, đạo lý ngươi đều hiểu, ta có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta chỉ nói một câu, vấp ngã ở đâu phải đứng dậy ở đấy. Nói xong ông ta quay người rời đi. Thần đạo trần từ từ nắm chặt hai tay lại, không thể không nói trận chiến vừa rồi đối với anh ta có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được Diệp Quân căn bản không sử dụng toàn lực, nhưng anh ta đã ra lá bài cuối cùng, đồng thời còn dùng đến thần khí tối cao. Tuy nhiên, vẫn không đánh lại được đối phương. Vấn đề của bản thân. Bản thân quá yếu. Thần đạo trần đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn bóng lưng của thần đạo tôn ở phía xa, ta muốn đến khổ môn khổ tu. Nơi tu luyện khổ nhất trên thế gian, khổ môn. Ở phía xa, thần đạo tôn dừng lại, sau một lúc im lặng, ông ta nói, được. Việc Diệp Quân xuất hiện nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ nguyên thủy. Thiếu các chủ của tiên bảo các xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện đã đánh một trận nổi tiếng. Thiên tài của nền văn minh thần đạo là thần đạo Trần cũng không phải đối thủ. Danh tiếng của Diệp Quân trực tiếp đạt đến đỉnh cao. Bây giờ, tất cả mọi người đều rất tò mò về thiếu chủ của Quan Huyên Vực. Là thiếu chủ của Quan Huyên Vực yêu nghiệt hơn, hay thiếu chủ của tiên bảo các mạnh hơn? Người tốt ở một số nơi còn mở sòng bạc để cho người ta đặt cược trước. Vì họ cảm thấy chắc chắn sẽ có một cuộc chiến giữa hai con thiên tài yêu nghiệt bí ẩn nhất này. Lúc này, Diệp Quân đã đi theo thống lĩnh tiên các vệ tới một khu rừng trúc, sau khi đến đấy,
thống lĩnh tiên các vệ lập tức dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Tiên bảo các có tổng các, nhưng đây không phải là tổng các, nghiêm khắc mà nói, tần quan ở đâu, tổng các của tiên bảo các chính là ở đó, tổng các ở bên ngoài, chẳng qua chỉ là một bức màn che. Diệp Quân đi sâu vào trong rừng trúc, sau khi đi ra khỏi rừng trúc, hắn nhìn thấy một người phụ nữ, người quen cũ của hắn, Tiểu Ái. Tiểu Ái mỉm cười với Diệp Quân, thiếu chủ. Diệp Quân cười nói, Tiểu Ái, đã lâu không gặp. Tiểu Ái cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nhìn về căn nhà che cách đó không xa, Tiểu Ái nói, các chủ đang đợi người. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía căn nhà che, hắn đi tới trước cửa căn nhà che, không biết vì sao, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, trong căn nhà che, một người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp, bà đeo tạp dề, tay trái cầm nồi, tay phải cầm thìa, thìa không ngừng đảo đồ ăn trong nồi. Nghe thấy tiếng cửa che, tần quan quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, món cuối cùng, sắp xong rồi, con ngồi xuống trước đi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Hắn bước đến chiếc bàn bên cạnh và ngồi xuống. Trên bàn đầy những món ăn mà hắn thích, nhìn những món đó, mắt hắn chợt nhòe đi. Lúc này tần quan bưng một đĩa đồ ăn đi tới, đặt xuống trước mặt Diệp Quân, cười nói, đây là món khoai tây xào tiêu xanh ở quê, không biết con đã ăn bao giờ chưa, thử xem. Diệp Quân gật đầu, hắn cầm đũa gắp một miếng khoai tây đưa vào miệng nhai một hồi, nhìn tần quan cười nói, ưng, ngon. Tần quan cười rạng rỡ, bà đích thân lấy cho Diệp Quân một bát cơm, sau đó lấy cho hắn một ít đồ ăn. Món này cũng thử xem, sao lại khóc rồi? Diệp Quân cười nói, vui ạ. Lúc này, hắn thực sự có cảm giác nhà. Tần quan nhẹ giọng nói, những năm này đã phải chịu khổ nhiều rồi, đúng không? Diệp Quân lắc đầu, đây là con đường mà con trai tự chọn, chịu khổ một chút, cũng đáng. Mẹ xem, bây giờ con đã là phá vòng giả, hơn nữa, còn là song phá vòng. Hai mắt tần quan đột nhiên đỏ lên, con trai ta thật sự đã lớn rồi. Diệp Quân lau mắt, cười nói, mẹ, chúng ta ăn cơm đi. Tần quan gật đầu, được. Trong lúc ăn, Diệp Quân đột nhiên trở nên hưng phấn, nói không ngừng về những người và những việc mình gặp, còn tần quan thì im lặng lắng nghe. Một lúc lâu sau, tần quan đột nhiên nói, hãy dành thời gian đi thăm hệ Ngân Hà. Diệp Quân sửng sốt. Tần quan nhìn hắn, bà rất nghiêm túc, có thể đi gặp Từ Chân cô nương, đối với con mà nói, đó là con nợ cô ấy, đối với mẹ mà nói, con cần cô ấy giúp đỡ. Diệp Quân buông đũa xuống, mẹ, ý chí tối cao rốt cục là gì? Tần quan nói, sự tồn tại tối cao. Diệp Quân nhìn tần quan nói, con có biết vì sao mẹ lại xuất hiện ở đây không? Diệp Quân nói, bởi vì đây là tận cùng của con đường. Tần quan cười nói, thông minh. Diệp Quân im lặng. Tần quan nhẹ nhàng nói, nhị nha và An cô nương, sau khi đến đây thì không thể tiến lên được nữa. Nơi đây là tận cùng của mọi người. Diệp Quân nói, cô váy trắng và mọi người. Tần quan nhìn hắn, không nói gì. Trong lòng Diệp Quân bỗng nhiên run lên, mẹ, ý của mẹ là. Tần quan gật đầu, con đoán đúng rồi. Diệp quan từ từ siết chặt nắm đấm, lúc này hắn mới thực sự nhận ra một điều, đó chính là bọn họ đang đợi hắn, cũng là đang đợi người khác, mà người khác này có thể là bất kỳ ai trong vũ trụ này, nói đơn giản L.A. Huyền.AI mạnh nhất, thì là đợi người đó. Trật tự. Chúng sinh. Đó không phải là điều họ quan tâm. Họ chỉ chờ đợi người mạnh nhất xuất hiện. Đạo của ai có thể đi đến cuối cùng, đó sẽ là người mà họ phải đợi. Lúc này, hắn nhớ lại lời cô váy trắng từng hỏi hắn. Lúc đó, cô váy trắng hỏi hắn có muốn tiếp tục con đường này không, nếu không muốn, bà ấy sẽ bảo vệ hắn một cuộc sống vô ưu. Chẳng trách bà ấy đã loại bỏ vận may thiên mệnh trên người mình. Chẳng trách bà ấy nói hắn đã lớn rồi. Tất cả không có gì là ngẫu nhiên. Tần quan đột nhiên nói, nơi đây không chỉ là tận cùng của chính mẹ, cũng là tận cùng của tất cả những người muốn tiến xa hơn. Mọi người tập trung ở đây, đều muốn đi xa hơn, đi đến cuối cùng để xem. Diệp Quân nói, mẹ, con còn bao nhiêu thời gian nữa? Tần quan nói, không còn nhiều nữa. Nói xong, bà đứng dậy và nói, đi theo mẹ. Diệp Quân theo tần quan ra khỏi căn nhà tre, đi tới một bầu trời đầy sao rộng lớn. Trong bầu trời đầy sao rộng lớn này có bốn bức màn ánh sáng khổng lồ. Diệp Quân nhìn bức màn ánh sáng, đột nhiên trở nên tò mò, đây là. Tần quan nói, mỗi 1.000 tỷ năm được gọi là một kỷ nguyên vũ trụ, và qua điều tra của chúng ta, vũ trụ nguyên thủy này đã trải qua 4 kỷ nguyên.
Trong mỗi kỷ nguyên, đều sẽ xuất hiện một nền văn minh vũ trụ cực kỳ rực rỡ, nhưng không có ngoại lệ, những nền văn minh vũ trụ huy hoàng này cuối cùng đều biến mất trong dòng sông lịch sử. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, vũ trụ đang khởi động lại. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân trầm giọng nói, ý chí tối cao. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Mà hiện tại, chúng ta là ở kỷ nguyên thứ 5. Diệp Quân hỏi, mẹ, trong mấy kỷ nguyên vũ trụ này, xét về sức mạnh, kỷ nguyên hiện tại của chúng ta xếp ở vị trí thứ mấy? Tần Quan quay đầu nhìn hắn, cộng thêm Dương gia và Diệp gia chúng ta, kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta chính là kỷ nguyên mạnh nhất trong lịch sử. Lần khai chiến này sẽ là trận chiến mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỷ nguyên mạnh nhất từ trước tới nay. Diệp Quân trầm giọng nói, nương, ý chí vô thượng sẽ không ngồi chờ chết, đúng không? Tần Quan gật đầu, đương nhiên, có lẽ hẳn là đã sớm bố trí xong rồi. Diệp Quân chau mày. Tần Quan nói, nhưng người này cũng không trong nhân quả, bởi vậy, không điều tra được gì, cái gì cũng không tra ra được. Nói xong, bà ấy quay người nhìn về phía màn sáng đầu tiên phía bên trái, bà ấy gõ một tiếng, bên trong tấm màn sáng kia đột nhiên hiện ra từng màn hình. Nhìn thấy những hình ảnh này, Diệp Quân bỗng nhiên đứng hình, bởi vì lúc trước hắn đã nhìn thấy ở di tích thần lăng. Trong màn hình, vô số cường giả phá vòng tụ tập dưới thiên lộ, sau đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên phi thẳng vào trong con đường thiên lộ. Mà ở trong khoảng thiên địa kia, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ đứng sừng sững nơi đó, người đàn ông áo bào đỏ mặc một bộ trường bào rộng lớn, tay phải của hắn ta chắp phía sau. Cách màn sáng đều có thể cảm nhận được uy áp khủng bố tản mát ra từ trên người. Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đỏ đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân và Tần Quan, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người Diệp Quân. Nhìn nhau qua những năm tháng lịch sử. Diệp Quân nhìn vào đôi mắt của người đàn ông áo bào đỏ, hắn xác nhận đối phương đang nhìn hắn, người đàn ông trung niên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu, mà lúc này, hình ảnh màn sáng kia bắt đầu biến mất từng chút. Diệp Quân nói, đây là kỷ nguyên loạn cổ trong di tích thần lăng. Tần Quan gật đầu, kỷ nguyên loạn cổ, trước mắt vị này chính là chủ của kỷ nguyên loạn cổ, thực lực đạt đến phá vòng tầng thứ 9 cấp đỉnh phong. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tần Quan, phá vòng tầng thứ 9. Tần Quân nói, là cảnh giới cao nhất của vũ trụ này ở thời điểm hiện tại, phải nói là cảnh giới cao nhất của toàn vũ trụ bây giờ. Diệp Quân hỏi, mấy người y cô? Tần Quan nói, các nàng không tu cảnh giới, thế nhưng, không tu cảnh giới cũng có giới hạn, ví dụ như, tam kiếm là một cấp độ, người khác lại là một cấp độ khác, không giống nhau. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan nhìn về phía màn sáng phía bên phải nhất kia. Nhẹ giọng nói, chúng ta đã điều tra được, năm đó những cường giả ở thời đại kỷ nguyên loạn cổ kia từng xảy ra cuộc đại chiến với ý chí vô thượng của thiên lộ. Sau trận chiến đó, thời đại kỷ nguyên loạn cổ biến mất trong dòng chảy lịch sử và đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Diệp Quân đột nhiên nói, nương, ý chí vô thượng mỗi lần khởi động lại một kỷ nguyên, thực lực của hắn có phải? Tần Quan nói, không thể nghi ngờ, sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Quân im lặng. Tần Quan nhìn về phía màn sáng thứ hai, bà ấy nhẹ nhàng chạm nhẹ, phần màn sáng kia đột nhiên chập chờn như những cơn sóng nước, rất nhanh, bên trong xuất hiện một hình ảnh. Bên trong màn sáng là một thị trấn nhỏ hoang vu, khắp thị trấn nhỏ không một bóng người, mà ở trước cổng thị trấn, nơi đó đặt một cái ghế đu, trên ghế có đặt một con búp bê vải. Ngoài ra, không có gì cả. Diệp Quân có hơi nghi hoặc. Tần Quan nhìn chằm chằm cái ghế trong màn sáng kia, trên chiếc ghế kia có người, nhưng chúng ta nhìn không thấy. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tần Quan nói, kỷ nguyên này cực kỳ quỷ dị. Tất cả di tích và văn tự có liên quan đều đã biến mất sạch sẽ, không thể nào tra ra được, toàn bộ kỷ nguyên, chỉ có thị trấn nhỏ này và cái ghế này, ngoài ra không có bất cứ thứ gì, ta đặt tên cho nó theo thứ tự, cho nên, tạm thời đặt tên cho nó là kỷ nguyên thứ ba. Diệp Quân nhìn chằm chằm cái ghế kia, hắn cũng có thể cảm nhận được, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn cũng không nhìn thấy được đối phương. Lúc này, dường như có một bàn tay vô hình cầm lấy con búp bê vải. Và khi con búp bê được nhặt lên, toàn bộ hình ảnh bắt đầu mờ đi. Rất nhanh, hình ảnh dừng lại. Tần Quan nhìn về phía màn sáng thứ ba, bà ấy cũng chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, phần màn sáng kia trực tiếp chập chờn, rất nhanh, bên trong xuất hiện hàng loạt hình ảnh. Địa điểm cũng là thiên lộ, vô số cường giả tụ tập ở bốn phía của thiên lộ,
những cường giả này không chỉ có con người, còn có yêu thú cùng với các chủng tộc khác, trong đó bắt mắt nhất chính là hai con cự thú thuộc thiên lộ, hai con cự thú sừng sững như núi cao, con yêu thú bên trái kia có hình dáng như người, toàn thân phủ kín vải cứng rắn như sắt, mỗi một mảnh đều như những vì sao, lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, đầu của nó to vô cùng, sừng cực lớn nhô ra từ hai bên trán, uốn lượn như một cái móc, tản ra khí tức sắc bén khiến người ta sợ hãi. Mỗi khi nó đi về phía trước một bước, thiên địa đều sẽ rơi vào một trận lắc lư kịch liệt, giống như động đất, cực kỳ khủng bố. Ở bên ngoài nơi đó về phía bên phải nó mấy ngàn trượng một con yêu thú khác có cơ thể như một ngọn núi khổng lồ, bộ lông trên người con yêu thú này giống như những đốm lửa đang cháy, trên người nó không có vảy, nhưng thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn, một đôi con người to sắc như lưỡi dao, chỉ cần là những nơi bị nó nhín, thời không trực tiếp bị xé rách toang. Hai con yêu thú xung phong, chúng nó dẫn đầu xông về phía thiên lộ như thể có thể nghiền nát tất cả mọi. Mà ở chính giữa hai con yêu thú kia, nơi đó đứng một người đàn ông trung niên, hắn ta để trần thân trên, hạ thân chỉ có một tấm da thú đơn sơ, mái tóc dài của hắn ta xõa ngang vai, giống như một người hoang dã, hai mắt ta nhìn chằm chằm cuối về phía thiên lộ, trong cặp mắt kia lộ ra một sự kiên định thấu xương. Mà đúng lúc này, hắn như thể cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu. Một đôi con ngươi giống như lưỡi đao chém thẳng về phía Diệp Quân. Cách tương lai vô tận. Dâm. Trong nháy mắt, quanh thân Diệp Quân, kiếm ý vô địch trực tiếp chủ động bắn ra, ngăn cản luồng khí tức đáng sợ kia, kiếm ý vô địch cố gắng ngăn cản luồng khí tức đáng sợ kia, tuy rằng cách tuế nguyệt vô tận, nhưng luồng khí tức kia vẫn mạnh một cách đáng sợ, kiếm ý vô địch của Diệp Quân lại bắt đầu bị trấn áp từng chút một. Diệp Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, bốn mắt nhìn nhau cách tuế nguyệt vô tận. Trong mắt Diệp Quân không hề có sự sợ hãi và sự khuất phục, chỉ có ý chí chiến đấu vô địch. Tần Quan đứng ở một bên, cũng không nhúng tay vào. Người đàn ông gia thú kia nhìn thấy kiếm ý vô địch của Diệp Quân, trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn ta nhìn Diệp Quân một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, mà trước màn sáng, luồng khí tức đáng sợ kia lập tức thối lui nhanh như thủy triều xuống, tất cả mọi thứ được khôi phục lại bình thường. Trong màn sáng, người đàn ông gia thú đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đụng vào thiên lộ ngày đó. Mà khi hình ảnh chuyển đến phần đầu thiên lộ, toàn bộ màn sáng đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, hình ảnh dần dần biến mất không còn thấy gì nữa. Diệp Quân vẻ mặt ngưng trọng nói, nương, đây là... Tần Quan nói, kỷ nguyên bách tộc, ở thời đại kỷ nguyên này, sự phát triển nền văn minh võ đạo huy hoàng đến mức mà trước nay chưa từng có, các tộc đều xuất hiện yêu nghiệt siêu cấp thiên tài, người đàn ông vừa nãy kia, chính là cộng chủ bách tộc. Cảnh giới của hắn ta cũng là phá vòng tầng thứ 9, thể võ song tu. Chúng ta có tìm được một số tư liệu liên quan ở di tích bách tộc. Diệp Quân trầm giọng nói, người này mạnh thật. Tần Quan cười nói, đây chính là người mạnh nhất kỷ nguyên kia. Diệp Quân nói, ta còn có sự chênh lệch với bọn họ. Vừa rồi luồng khí tức kia rất mạnh, cho dù là cách tuế nguyệt vô tận, hắn cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó, nếu như phải đối đầu trực diện với đối phương. Vậy thì chắc chắn càng đáng sợ hơn. Tần Quan đột nhiên nói, thời đại kỷ nguyên này, người đạt đến phá vòng tầng thứ 9, có 6 vị, còn lại cảnh giới phá vòng tầng thứ 8 thì nhiều vô số kể. Nhưng mà, cho dù vũ trụ văn minh đã đạt được đến loại trình độ khủng bố đến mức này thì cuối cùng cũng không có thể lên trời thành công, hơn nữa cuối cùng lại diệt vong, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thiên lộ. Diệp Quân đột nhiên nói, nương, chủ nhân bút đại đạo cũng là người của ý chí vô thượng sao? Tần Quan gật đầu, ừ, nhìn tình hình trước mắt chỉ có ông ta hiểu rõ về ý chí vô thượng nhất. Diệp Quân nhanh chóng nói, giết ông ta trước. Hắn thật sự hận thù chủ chân bút đại đạo đến tận xương tủy, có là ý chí vô thượng hay là gì đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng cần để ý đến, nhưng tên chủ nhân bút đại đạo này chắc chắn phải chết. Tần Quan cười nói, không giết chết ông ta được, trừ khi để cô tố quân của ngươi ra tay. Sắc mặt của Diệp Quân trầm xuống. Tần Quan tiếp tục nói, tên này khá đặc biệt, mục đích của ông ta chưa rõ ràng, sau khi người đến hệ Ngân Hà có thể nói chuyện với ông ta xem sao. Trong mắt Diệp Quân thoáng qua một tia lạnh lẽo, vậy thì chắc chắn phải đi rồi. Nói xong, hắn lắc đầu không nghĩ đến cái tên chó má đại đạo này nữa, con mẹ nó, cứ nghĩ đến cái tên khốn kiếp kia thì máu toàn thân hắn lại sôi trào cả lên. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng cuối cùng kia, nương, đây là... Tần Quan nhìn về phía màn sáng kia, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, di tích cổ tiền. Diệp Quân nói,
xem thử nào. Nhưng Tần Quan lại lắc đầu, không xem được. Diệp Quân hơi tò mò. Tần Quan nhìn màn sáng kia, phần tuế nguyệt kia, bị người khác dùng thần thông vô thượng phong ấn lại rồi, không thể đo được. Diệp Quân hơi kinh ngạc, không đo được. Tần Quan khẽ gật đầu, đó là một phần thời đại thời gian tuế nguyệt không thể đo được, tất cả đều không thể biết, chúng ta muốn tìm một ít tin tức liên quan đến thời đại đó ở trong thời đại di tích cổ tiền, nhưng không tìm được gì cả, ở trong thời đại di tích cổ tiên, chỉ có một tấm bia đá, bên trên viết, thời đại cổ tiền, trừ cái đó ra, không có gì cả. Mà người của chúng ta vẫn muốn thông qua, đại diễn dịch pháp, đi đến phần tuế nguyệt đó, nhưng những năm gần đây, vẫn luôn thất bại. Nhưng mà, sau khi ngươi tới, chúng ta có thể thử lại. Ta, Diệp Quân nhìn về phía Tần Quan, kiếm thanh huyền của. Tần Quan mỉm cười nói, đúng vậy. Diệp Quân lấy kiếm thanh huyền ra đưa cho Tần Quan ngay lúc đó, nhưng Tần Quan lại nói, ngươi có dám tự mình đi không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ta tự mình đi. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Quân cũng cười phá lên, được, ta cũng rất tò mò về. Thời đại cổ tiền chưa có chút thông tin gì này. Tần Quan dặn dò, nhớ kỹ, cố gắng hết sức xông vào tuế nguyệt của thời đại cổ tiền chắc chắn sẽ kinh động cường giả cao cấp của thời đại đó. Ngươi nhìn thời đại đó một cái rồi trở về ngay, đừng ở lại thời đại kia lâu, cũng đừng quấy nhiễu thời đại đã biến thành quá khứ đó, bởi vì cái nhân quả mà thời đại đó mang lại quá lớn, hơn nữa bên trên lại là ý chí vô thượng. Bởi vậy, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự thay đổi của vũ trụ đó, nhìn một chút là được rồi, điều chúng ta cần chính biết là thời đại đó có cường giả đạt phá vòng tầng thứ 9 không? Dùng cái này để suy diễn thực lực của ý chí vô. Nói đến đây, bà ấy hơi dừng rồi lại nói, nương nói chi tiết hơn một chút, sau khi ngươi đi vào đừng làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến một kỷ nguyên, bây giờ ngươi không có sự hỗ trợ của cô ngươi vì vậy ngươi không thể làm được tất cả nhân quả lên người. Nếu như bị nhiễm nhân quả thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ngươi hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, nương, ta đã hiểu. Tần Quan nói, ngươi hiểu cái chó gì, ta đã tìm cho người một người đến đỡ giúp ngươi. Đến rồi. Hi hi. Lúc này, có một chàng cười đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, một người đàn ông bước đến, mái tóc dài được buộc lên, tay trái xách rượu, tay phải kẹp điều xì gà, trông cực kỳ phóng khoáng. Người đến là Vô Biên Chủ. Diệp Quân có hơi ngạc nhiên. Vô Biên Chủ cười ha ha nói, tiểu tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân nói, tiền bối, là người. Vô Biên Chủ hơi không vui, tiền bối cái gì, gọi thúc thúc. Vô Biên thúc thúc. Sắc mặt Diệp Quân đen lại, nhưng hắn không thể phản bác. Mẹ nó. Hắn biết người này là huynh đệ được cha già công nhận nên xét theo vai vế thì hình như hắn thật sự phải gọi là thúc thúc. Tần Quan nhìn Vô Biên Chủ nói, làm phiền. Vô Biên Chủ mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, đảm bảo hắn sẽ không làm loạn ở nơi đó. Diệp Quân nhìn thấy Tần Quan vẫn hơi lo lắng, nói, mẹ yên tâm đi, con không phải ra ra, gặp người thì gây chuyện, mấy năm nay con đã chịu khổ nhiều rồi nên cũng học được cách khiêm tốn. Ngài yên tâm, con tuyệt đối sẽ không gây rắc rối, nếu gặp chuyện không đánh thắng được thì chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay. Tần Quan gật đầu. Nói với giọng dịu dàng, mẹ biết tính cách của con khiêm tốn không thích nổi bật, là người thành thật nhất, mẹ chỉ sợ huyết mạch điên cuồng trong cơ thể con, huyết mạch này không nghiêm túc, mẹ sợ rằng nó sẽ dày hư con. Huyết mạch điên cuồng. Nó thật sự rất oan ức, ông trời thấy còn thương, tên này mà là người thành thật sao? Còn sợ nó dày hư. Nó vừa tủi vừa nhục nhưng lại không dám nói ra. Diệp Quân cũng thấy hơi xấu hổ. Thì ra hình tượng của hắn trong mắt mẹ lại uy nghiêm sáng ngời như vậy. Vô Biên Chủ lắc đầu, ông ta biết tính cách của Diệp Quân giống với cha hắn, hai cha con này thực sự rất gian xảo, điều khác biệt duy nhất là tên nhóc Diệp Quân này càng danh mãnh hơn nhưng bề ngoài thì lại rất thành thật. Diệp Quân cười nói, mẹ, chúng con đi đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên Chủ, nói, tiền bối, chúng ta quay ngược thời gian đi. Quay cái cây búa. Vô Biên Chủ mỉm cười nói. Cái tên nhóc nhà ngươi, thời đại thượng cổ đó đã cách đây mấy nghìn tỷ năm rồi, ngươi cho rằng hai người chúng ta có năng lực quay ngược thời gian trở lại lúc đó sao? Hơn nữa, trên đường đi còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu pháp tắc thiên đạo cản trở. Lúc này Diệp Quân mới ý thức được, lần này đảo ngược thời gian không đơn giản như vậy, hắn nhìn Tần Quan nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, bà ấy vừa dẫn Diệp Quân và Vô Biên Chủ đến một tinh vực khác, vừa đến tinh vực này. Diệp Quân đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc tại chỗ,
tinh vực này là một trận pháp khổng lồ, vô số ngôi sao xung quanh đang vận hành theo những quy luật nhất định, sức mạnh vô tận của các ngôi sao không ngừng hội tụ từ sâu trong thiên hà trong vũ trụ đến tinh vực này. Diệp Quân hơi kinh ngạc, mẹ, đây là cái gì? Tần Quan nói, trận pháp dịch chuyển thời gian, trên lý luận mà nói, có thể dịch chuyển các ngươi đến tận cùng của năm tháng. Diệp Quân nói, thực tế thì sao? Tần Quan cười nói, thực tế sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện, hơn nữa đều là những vấn đề không biết rõ. Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Tần Quan nói, có cần mặc một ít trang bị không? Có rất nhiều thần vật tối cao, con có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Quân nhếch mép cười, không cần đâu, kiếm của con là trang bị tốt nhất. Tần Quan cười nói, được, được. Nói xong, bà ấy quay đầu nhìn sang một bên, khởi động trận pháp dịch chuyển. Khi giọng nói vừa dứt, toàn bộ ngân hà đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, ánh sáng vô tận của các vì sao tụ tập dưới chân Diệp Quân và Vô Biên Chủ, một sức mạnh khủng khiếp dâng lên từ dưới chân của Diệp Quân và Vô Biên Chủ, sau đó bao bọc họ lại, tiếp theo, sức mạnh khủng khiếp đó trực tiếp xuyên qua rào cản thời không, đưa hai người họ vào dòng sông thời gian vô tận. Đi ngược dòng chảy. Tần Quan nhìn Diệp Quân đã biến mất trong dòng sông thời gian, nhẹ giọng nói, nhóc con nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nói xong bà ấy quay người bỏ đi. Một thời gian sau, bà ấy đi đến nền văn minh quần tinh. Khi biết tin Tần Quan đến, Mạc Lăng, tộc trưởng của nền văn minh quần tinh, đã đích thân mang theo người trong tộc của mình ra chào đón. Khi Mạc Lăng nhìn thấy Tần Quan ở phía xa, ông ta nhanh chóng chắp tay làm lễ, phấn khích nói, Tần các chủ, sự hiện diện của ngài thực sự làm cho nền văn minh quần tinh của chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Người đâu, chơi nhạc, biểu diễn cho Tần các chủ xem một màn pháo hoa ngôi sao. Mặc dù hành vi của Mạc Lăng có phần nịnh nọt nhưng xung quanh không ai tỏ ra khinh thường ông ta cả, ngược lại, họ chỉ cảm thấy Mạc Lăng làm chưa đủ. Tiền. Nền văn minh quần tinh nợ người ta rất nhiều tiền. Nếu người ta đến đây để đòi nợ thì nền văn minh quần tinh không biết phải lùi lại bao nhiêu năm nữa. Không có bất kỳ nền văn minh nào cần tiền nhiều như nền văn minh quần tinh. Những người cho rằng mặt mũi quan trọng hơn tiền bạc hoặc là còn quá trẻ hoặc chưa từng nghèo. Tần Quan cười nói, Lăng tộc trưởng, không cần phải làm như vậy, lần này ta tới tìm các ngươi là bởi vì có chuyện muốn nói với các ngươi. Nghe được câu nói này, đám người Mạc Lăng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp trong lòng, không phải thật sự là tới đòi nợ đó chứ. Mạc Lăng đưa mắt ra hiệu cho một trưởng lão bên cạnh để ông ta nhanh chóng gọi huynh muội Mạc Tinh Hà tới. Người kia hiểu ý và vội vàng quay người rời đi. Mạc Lăng và cả đám trưởng lão thì mời Tần Quan vào một đại điện, sau khi người hầu phục vụ linh trà, trưởng lão của nền văn minh quần tinh cũng mang Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần bước vào, vẻ mặt của hai huynh muội ngơ ngác. Mạc Lăng hồi hộp nói, Tần các chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả lại số tiền nợ tiên bảo các. Nền văn minh quần tinh của chúng ta không phải là loại người quỵt nợ, chỉ là gần đây chúng ta. Tần Quan cười nói, Lăng tộc trưởng hiểu lầm rồi, hôm nay ta tới đây không phải vì số nợ đó. Mạc Lăng hơi kinh ngạc, là vì. Tần Quan đột nhiên nhìn về phía Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cách đó không xa, cười nói, các ngươi qua đây. Một trưởng lão bên cạnh Mạc Tinh Hà kích động nói, đi nhanh đi, đây là Tần các chủ, nhanh lên. Tần các chủ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cũng rất phấn khích, đây là người giàu có nhất vũ trụ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần căng thẳng đi tới trước mặt Tần Quan nhìn hai người, cười nói, rất tốt. Vừa nói, bà ấy vừa nhìn Mạc Lăng và nói, Lăng tộc trưởng, chuyện là như thế này, hai đứa nhỏ này có duyên với con trai ta, vì vậy, ta muốn cho bọn họ đến tu luyện trong tháp đá tu luyện của Tiên Bảo Các, võ các của ta cũng sẽ giúp họ đề cao thực lực, tất cả tinh hạch tinh cần cho việc tu luyện sẽ do ta chịu trách nhiệm. Những lời này vừa nói ra, các trưởng lão của nền văn minh quần tinh có mặt ở đó đều sửng sốt, không gian đột nhiên im lặng, mọi người đều run lên vì hưng phấn. Mạc Lăng run giọng nói, Tần các chủ, cái này. Mạc Tinh Hà đột nhiên quỳ xuống nói, Tần các chủ, ngài là mẫu thân của đại ca, cho nên ngài là người thân của chúng ta dập đầu với ngài. Vừa nói xong, hắn ta trực tiếp dập đầu thật mạnh xuống. Hắn ta nhận ra điều gì đó và nhanh chóng kéo muội muội Mạc Tinh Thần bên cạnh. Mạc Tinh Thần cũng lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống buột miệng nói, mẹ, con dập đầu với mẹ. Nàng ta kính cẩn dập đầu. Mạc Tinh Hà. Mọi người. Nhìn Mạc Tinh Thần trước mặt, trên mặt Tần Quan hiện lên một nụ cười dịu dàng, bà ấy nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hai huynh muội lập tức bị một sức mạnh mềm mại nhấc lên, bà ấy cười nói,
Còn có một việc nữa là ta đã quyết định tài trợ cho tất cả những cường giả trong nền văn minh quần tinh từ phá thần cảnh trở lên. Không chỉ vậy, ta còn cung cấp tinh hạch tinh cho các ngươi, để các ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu đạo tinh pháp, giúp các ngươi vượt qua xiềng xích của nền văn minh. Những lời này vừa nói ra, tất cả cường giả của nền văn minh quần tinh có mặt tại hiện trường đều hóa đá tại chỗ, toàn bộ đại điện rơi vào sự im lặng chết chóc. Tộc trưởng Mạc Lăng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, ông ta chậm rãi đứng dậy, run rẩy nói, Tần các chủ. Đây là, lời ngài nói, là sự thật sao? Tần quan nói, ta đâu có rảnh đến mức chạy từ xa đến đây để nói đùa với ngươi đúng không? Sau khi được Tần quan xác nhận, tất cả cường giả của nền văn minh quần tinh trong điện đều kích động. Mạc Lăng thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó ông ta do dự hỏi, Tần các chủ, tại sao ngài lại làm như vậy? Mọi người trong đại điện cũng nhìn về phía Tần quan, thắc mắc tại sao Tần quan lại đột nhiên làm như vậy. Tần quan nhìn Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần trước mặt, cười nói, sở dĩ ta kiếm tiền là vì con trai ta, hơn nữa hai nhóc con này là bạn của con trai ta, mà các ngươi lại đang gặp khó khăn, cho nên ta đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nói xong, bà ấy đứng lên nói, hiện tại hai đứa nhỏ có thể xuất phát đi đến thấp đá tu luyện của Tiên Bảo Các, về phần viện trợ của Văn Minh Quần Tinh thì sẽ có người lập tức đưa tới. Nói xong bà ấy bước ra ngoài. Mạc Lăng và những người khác lập tức đứng dậy và đưa bà ấy đi. Mạc Tinh Thần đột nhiên giơ cây cung dài lên và nói, đền đáp Diệp Quân đại ca, đến hết cuộc đời. Mọi người. Tần quan lại lần lượt đến tộc Thác Cổ và Tiêu gia ở Bắc Phực, bà ấy cũng không hề keo kiệt với hai nền văn minh này, trực tiếp mở ra tháp đá tu luyện của Tiên Bảo Các cho thế hệ trẻ của hai nền văn minh, mở miễn phí, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải cũng có thể tiến vào võ các. Nhận được sự hướng dẫn của người trong võ các. Đối với Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải, nhiều người cho rằng hai người này chỉ là may mắn mà thôi. Tần quan đi vào chủ vũ trụ, bà ấy đi thẳng đến một đại điện, phía sau một chiếc bàn, một người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tần quan. Người phụ nữ này không ai khác chính là Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, nhìn Tần quan, ngài là. Tần quan cười nói, ta là mẹ của hắn. Toại Cổ Kim hơi giật mình. Tần quan đi tới trước mặt Toại Cổ Kim, bà ấy nhìn thoáng qua đống văn kiện dày đặc kia, sau đó nói, đi theo ta đi. Toại Cổ Kim hỏi, con đường của hắn đã đến điểm cuối rồi sao? Tần quan nhìn Toại Cổ Kim, cười nói, đúng là giống như những người phía dưới nói, người rất thông minh. Toại Cổ Kim không nói gì. Tần quan nói, vừa rồi ta đã đi dạo một chút ở bên ngoài, nơi này quản lý tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều, hệ thống rất hoàn chỉnh. Thật sự rất tuyệt vời. Toại Cổ Kim nói, Tần các chủ quá khen, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Tần quan cười nói, đi thôi. Toại Cổ Kim lắc đầu. Tần quan nhìn Toại Cổ Kim, cô ta bình tĩnh nói, con đường của hắn đã đi đến hồi kết, và kết cục đó chắc chắn không phải là điều mà hiện tại ta có thể tưởng tượng được. Ta đi cũng không thể giúp được gì cho hắn, nhưng ít nhất ta có thể làm được gì đó ở đây. Tần quan nói, đến những lúc như thế này, người một nhà hẳn là nên ở nên nhau. Nói xong, bà ấy kéo Toại Cổ Kim đi ra ngoài, nơi này sẽ có người tới tiếp quản. Toại Cổ Kim nói, trận chiến này không chắc chắn sao? Tần quan không chút do dự nói, không có. Trong dòng sông thời gian vô tận, Diệp Quân và Vô Biên. Chủ di chuyển nhanh chóng, xung quanh lối đi, những hình ảnh lịch sử xuất hiện và biến mất như tia chớp. Thời gian biến mất. Diệp Quân nhìn những hình ảnh lịch sử hiện ra và biến mất xung quanh, cảm thấy khá xúc động. Thời gian kéo dài, tất cả chúng sinh chỉ là khách qua đường. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Vô Biên chủ, tiền bối, ông quen thuộc với chủ nhân bút đại đạo, có thể nói cho ta biết về ông ta được không? Vô Biên chủ hít một hơi thuốc, sau đó nhả ra một vòng khói, người này cho ta cảm giác hắn đang giấu. Diệp Quân khẽ cau mày, giấu. Vô Biên chủ gật đầu. Giấu đi mục đích thực sự của mình, ngươi không để ý sao? Tuy ông ta dường như lần nào cũng nhắm vào ngươi, nhưng thực tế ta có cảm giác là ông ta chỉ đang mê hoặc, muốn che giấu mục đích thực sự của mình mà thôi. Diệp Quân nói, mê hoặc ai? Vô Biên chủ phân tích, hiện tại xem ra ông ta nếu không phải là đang mê hoặc ba cô của ngươi, thì là mê hoặc ý chí tối cao. Tuy rằng tên này rất xấu xa, nhưng thực lực của ông ta chắc chắn rất đáng sợ, người có thể khiến ông ta sợ hãi. Ta nghĩ trong vũ trụ này không có nhiều. Diệp Quân nói cách khác, ý đồ thực sự của ông ta, có lẽ không phải là ta. Vô Biên chủ nói, có thể. Diệp Quân im lặng,
lẽ nào đại đạo cẩu này là một chó ngoan? Không thể nào. Diệp Quân lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Con. Vô Biên Chủ liếc mắt nhìn Diệp Quân, nhắc nhở, có thể sống được từ thời đại cha ngươi đến giờ không phải là việc dễ dàng gì, giống như ta. Diệp Quân gật đầu. Vô Biên Chủ cười lớn, không cần quan tâm đến tên đó, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mọi âm mưu thủ đoạn đều chỉ là mây mù. Diệp Quân cười nói, đây đúng là chân lý. Vô Biên Chủ nói, hiện tại điều chúng ta cần làm rõ nhất chính là, ý chỉ trí tối cao này rốt cục đã đạt đến trình độ nào. Diệp Quân nói, Đồ Cô Cô và những người khác đã từng chiến đấu với ý chí tối cao chưa? Vô Biên Chủ lắc đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, bọn họ cũng không thể đi lên sao? Vô Biên Chủ nói, không lên được. Vẻ mặt Diệp Quân ngưng trọng. Vô Biên Chủ nói, chúng ta biết quá ít về ý chí tối cao, kể cả việc ngài đã tiêu diệt những kỷ nguyên đó như thế nào, chúng ta không biết một chút gì. Ngoài ra, rốt cục mục đích của việc hủy diệt mọi thời đại là gì? Là để bảo vệ chúng sinh, hay đơn thuần là để hủy diệt bọn họ để tăng cường sức mạnh cho bản thân? Rốt cục là muốn làm gì? Đó đều là những điều mà mẹ ngươi muốn tìm hiểu. Diệp Quân nói, mẹ ta là muốn biết giới hạn thực lực của ngài ở đâu. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng vậy, lần này chúng ta tới kỷ nguyên cổ đại chính là muốn xem kỷ nguyên thần bí nhất này bị hủy diệt như thế nào, cũng muốn xem các cường giả thời đại kỷ nguyên này có để lại gì cho thế hệ sau lời nhắn gì hay không. Diệp Quân nhẹ giọng nói, muốn biết giới hạn của ngài, rất đơn giản, chính là xem ngài có ra chiêu thứ hai hay không. Vô Biên Chủ gật đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, giống như đối mặt với ba thanh kiếm, muốn biết giới hạn của chúng, cách dễ nhất chính là để bọn chúng ra nhát kiếm thứ hai. Hiện tại bọn họ gần như không biết gì về ý chí tối cao, điều duy nhất họ biết là chủ nhân bút đại đạo đã từng là một trong những người đại diện phát ngôn của ngài. Chủ nhân bút đại đạo. Ngươi có thể mắng ông ta là con chó, nhưng ngươi không thể nói ông ta kém. Đúng lúc này, đường hầm thời gian ở phía xa đột nhiên rung chuyển, tiếp đó, một khối lớn sấm sét thần thánh màu vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, sấm sét lao về phía bọn họ, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt. Vô Biên Chủ nói, thần lỗi thời gian, sau khi vượt qua lôi kiếp này, chúng ta sẽ quay về kỷ nguyên hỗn loạn cổ đại. Hàng nghìn tỷ năm. Một nghìn tỷ năm là một kỷ nguyên. Có nghĩa là họ đã quay ngược thời gian 1.000 tỷ năm. Không thể không nói, hắn cảm thấy mẹ hắn thật lợi hại. Bởi vì nếu chỉ dựa vào sức mạnh của hắn và Vô Biên Chủ, muốn quay về đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng dựa vào sự sắp xếp của mẹ hắn, bọn họ lại đến đây dễ dàng như vậy. Khoảng cách giữa họ và lôi kiếp càng ngày càng gần, Diệp Quân đang muốn rút kiếm thì bị Vô Biên Chủ ngăn lại, không cần. Vừa nói, bọn họ đã đến khu vực lôi kiếp. Cảm nhận được uy lực của những lôi kiếp kia, sắc mặt Diệp Quân cũng trở nên ngưng trọng, cường giả phá vòng cảnh đến đây e là cũng lãnh đu. Nhưng bọn họ xuyên qua khu vực lôi kiếp mà không hề bị tổn thương, sức mạnh trận pháp trên cơ thể bọn họ hoàn toàn chống lại được sức mạnh của lôi kiếp. Vô Biên Chủ nói, lôi kiếp của kỷ nguyên tiếp theo mới là đau đầu. Diệp Quân gật đầu. Sau khi đi qua khu vực lôi kiếp, tốc độ của họ liền chậm lại, mà trên đường hầm thời gian xung quanh họ. Xuất hiện cảnh tượng mà hắn thấy trước đây, địa điểm vẫn là thiên lộ, vô số cường giả đỉnh cao lần lượt xông đến thiên lộ đó. Diệp Quân một lần nữa nhìn thấy vị kỷ nguyên chủ cổ đại mặc áo choàng đỏ, mà lúc này, đối phương lại đang nhìn hắn. Diệp Quân muốn giao lưu với đối phương, nhưng lại bị Vô Biên Chủ ngăn cản, ông ta lắc đầu, không được, một khi người mở miệng, sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Quân im lặng, hắn đã sớm cảm nhận được, ngay khi hắn đang định mở miệng nói. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia bất an, hơn nữa, càng ngày càng mạnh mẽ. Diệp Quân nói, ý chỉ tối cao. Vô Biên Chủ lắc đầu, không chắc chắn, nhưng chắc chắn có một sự tồn tại không rõ nào đó đang theo dõi, không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng quy tắc. Diệp Quân nhìn vị kỷ nguyên chủ cổ đại mặc áo choàng đỏ, đối phương vẫn đang nhìn hắn, nhưng đối phương cũng không nói gì, dần dần, đối phương bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì bọn họ đang di chuyển ngược thời gian. Vì vậy, thế giới mà họ nhìn thấy trong bức tranh vào thời điểm này đang quay ngược lại, giống như đang xem một cuộn băng được phát ngược. Diệp Quân nói, điểm cuối của thời đại kỷ nguyên này đã bị xóa bỏ rồi. Vô Biên Chủ gật đầu, bọn họ không nhìn thấy kết cục cuối cùng của những người này. Rõ ràng, kết cục của họ đã bị xóa bỏ. Vẻ mặt của Diệp Quân và Vô Biên Chủ đều ngưng trọng. Đột ngột cắt đứt một giai đoạn lịch sử, thực lực này đáng sợ đến mức nào? Diệp Quân đột nhiên hỏi,
tại sao lại cắt bỏ đoạn lịch sử đó? Vô biên chủ quay đầu nhìn Diệp Quân cũng đang nhìn ông ta. Biểu cảm của hai người đều không được tốt. Lẽ nào có người biết hậu nhân sẽ quay lại xem? Ý chí tối cao. Diệp Quân bỗng nhiên nói, nếu thật sự là ý chí tối cao, vậy kỳ thực ra lại là chuyện tốt. Vô biên chủ nói, là sao? Diệp Quân nói, nếu là ngài, vậy thì có nghĩa là ngài vẫn còn sợ chúng ta. Điều này có nghĩa là ngài có thể không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ. Ông có thấy phân tích của ta có lý không? Vô biên chủ im lặng một lát rồi gật đầu, một cách chiến thẳng tinh thần tốt đấy. Diệp Quân. Vô biên chủ lại nói, điều ta lo lắng bây giờ chính là, nếu không phải là ngài làm. Hai người đều không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Quân nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao cuối cùng cũng phải đánh một trận. Vô biên chủ cười nói, cũng đúng. Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm rượu. Hai người tiếp tục du hành ngược thời gian, chỉ mất chưa đến một khắc để vượt qua toàn bộ kỷ nguyên cổ đại. Càng đi về tận cuối thời gian, Diệp Quân càng cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình, cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không cảm nhận được gì, nhưng hắn rất chắc chắn, nhất định có một sự tồn tại không xác định nào đó đang âm thầm quan sát. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía vô biên chủ, tiền bối, ông có cảm nhận được không? Vô biên chủ bình tĩnh nói, đương nhiên. Diệp Quân hỏi, đó là gì? Vô biên chủ nói, sự tồn tại không xác định. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm, lẽ ra hắn nên bảo Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo mình. Mặc dù hai tên nhóc đó không đáng tin cậy lắm nhưng có thể chiến đấu. Vô biên chủ mỉm cười nói, đừng lo, có ta ở đây, đảm bảo ngươi đến thế nào thì về thế ấy. Những năm qua, ta và chủ nhân bút đại đạo giao du, ta vẫn có chút danh tiếng trong vũ trụ này. Diệp Quân đương nhiên không dám tin lời ông ta nói, hắn liếc nhìn chung quanh, trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ cần tình huống không ổn, mẹ kiếp, sẽ lập tức bỏ chạy. Mà trên đường đi, bọn họ không gặp phải bất kỳ bất ngờ nào. Không lâu sau, họ gặp phải một khu vực lôi kiếp, mà lôi kiếp lần này đều có màu tím, mạnh hơn lôi kiếp trước đó gấp 10 lần. Mặc dù sức mạnh của trận pháp vẫn còn, nhưng Diệp Quân vẫn phóng ra kiếm ý vô địch để bảo vệ thân thể mình. Vô biên chủ cười nói, không cần lo lắng, chỉ là lôi kiếp mà thôi. Vừa nói, họ vừa tiến vào khu vực lôi kiếp, vô số thần sấm màu tím chút xuống tấm khiên trận pháp của họ. Chỉ trong chớp mắt, trên tấm khiên xuất hiện những vết nứt. Sắc mặt vô biên chủ đột nhiên có thay đổi lớn, mẹ kiếp, ở đây có gì đó không bình thường. Quỳnh! Tấm khiên của hai người nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Diệp Quân đã chuẩn bị từ lâu, kiếm ý vô địch trong cơ thể hắn bay thẳng lên trời, tạo ra một con đường trong lôi kiếp đó, nhưng trong khoảnh khắc, vô số kiếp lôi kiếp lại xuất hiện, muốn nhấn chìm hắn và vô biên chủ. Diệp Quân đột nhiên tức giận trừng mắt, ngự. Quỳnh. Trong phút chốc, hàng vạn luật pháp tuôn ra từ cơ thể hắn, giống như một tấm khiên bảo vệ hắn và vô biên chủ. Vô số sấm sét màu tím không ngừng giáng xuống, tấm khiên luật pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt Diệp Quân cũng tái đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Diệp Quân kích hoạt trật tự pháp của mình, hắn dẫn theo vô biên chủ lao về phía xa, phải lao ra khỏi khu vực lôi kiếp này càng sớm càng tốt. Vô biên chủ cũng không nhàn rỗi. Ông ta đang nỗ lực duy trì đường hầm thời không xung quanh, bởi vì sức mạnh của Diệp Quân và những lôi kiếp này thực sự quá mạnh, gần như trực tiếp phá hủy đường hầm thời không ở đây. Nếu đường hầm bị phá vỡ thì rất có thể họ sẽ rơi vào dòng chảy thời gian hỗn loạn. Hai người hợp lực, nhưng ngay khi họ chuẩn bị lao ra khỏi khu vực lôi kiếp, một đạo thần lôi màu đen đột nhiên xuyên qua thời không, từ trên trời giáng xuống. Khi đạo thần lôi màu đen này xuất hiện, sắc mặt của vô biên chủ đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, mẹ kiếp. Đây là sấm sét mệnh kiếp, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Mẹ kiếp, có người chơi chúng ta. Khi đạo thần lôi màu đen giáng xuống, mặc dù trật tự pháp của Diệp Quân ngăn lại được, nhưng thời không xung quanh cũng hoàn toàn sụp đổ vào lúc này. Hai người trực tiếp rơi vào bóng tối vô biên. Diệp Quân nắm chặt hai tay, thần pháp không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, chống lại đạo thần lôi màu đen đó, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được xung quanh có vô số thế lực đang tấn công mình. Nhưng vô biên chủ đã ôm chặt lấy hắn. Mẹ kiếp! Diệp Quân run rẩy nói, đại ca, ông ra tay đi. Hắn vừa dứt lời, lại một đạo thần lôi màu đen khác giáng xuống. Uinh uinh! Diệp Quân cùng vô biên chủ trực tiếp biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm. Và ngay khi tia sét thần thánh thứ ba đánh trúng Diệp Quan và vô lượng quân,
mà đúng vào lúc đạo thần lôi thứ ba đang giáng xuống Diệp Quân và Vô Biên Chủ, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên từ thời không này, vỡ. Quỳnh! Đạo thần lôi màu đen đó ngay lập tức vỡ tan và biến thành hư vô. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, như bị chất đầy trì, hắn đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, hắn đang ở trong một khoảng sân, nằm trên một chiếc ghế tựa, toàn thân mềm nhũn, cách đó không xa, một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang đứng trước bệ đá cầm một con dao làm bếp, trên bệ đá có một con gà trống lớn đang bị trói. Cô bé cầm con dao làm bếp bằng cả hai tay, cô căng thẳng nhìn con gà trống lớn, toàn thân run rẩy. Bên cạnh còn có một cái bếp lò nhỏ đang đun nước, nước đã sôi, rõ ràng là chuẩn bị sẵn cho con gà. Cô bé liếc nhìn nồi nước sôi, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm chặt dao xuống, nhưng khi con dao sắp chạm vào đầu gà, cô lại dừng lại, cô vô cùng căng thẳng, hai chân run rẩy. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm, giơ con dao bếp lên cao rồi chặt mạnh xuống. Tuy nhiên, ngay khi con dao bếp chuẩn bị chạm vào đầu gà, cô bé lại dừng lại. Gà! Con gà thậm chí còn cảm thấy căng thẳng hơn cả cô bé. Lúc đầu nó muốn vùng vẫy, nhưng bây giờ nó chỉ muốn kết thúc thật nhanh chóng. Mẹ kiếp, thật là đáng sợ. Lúc này, cô bé đột nhiên buông dao xuống, ngồi xổm ở đó, hai tay ôm mặt, khóc lớn, không ăn nữa, không ăn nữa. Sau khi khóc một lúc, cô bé cởi trói cho con gà. Con gà được tái sinh bay khỏi bệ đá nhưng có lẽ vì quá căng thẳng nên nó đã nhảy thẳng vào nồi nước sôi. Con gà kêu lên một tiếng, vùng vẫy một lúc rồi chết. Cô bé! Diệp Quân! Cô bé nhìn con gà đã không còn khí tức, có chút không biết làm thế nào. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên ho khan. Cô bé định thần lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, cô bé bước tới trước mặt Diệp Quân, rụt rè nói, huynh! Huynh tỉnh rồi à? Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc, đây là đâu? Cô bé nói, nơi này là Trấn Thạch Nguyên, huynh! Nói đến đây, vẻ mặt của cô bé trở nên có chút cổ quái. Diệp Quân nhìn cô bé trước mặt, cười nói, ta làm sao? Cô bé chỉ ngón tay lên trời và nói, huynh từ trên trời rơi xuống. Diệp Quân im lặng. Mẹ kiếp! Còn Vô Biên Chủ đâu? Còn Vô Biên Chủ đâu? Diệp Quân quay người nhìn quét xung quanh, rất nhanh, hắn nhìn thấy trên tường đá cách đó không xa, chính là Vô Biên Chủ đang treo trên tường đá như một vết nứt. Cô bé nhìn theo ánh mắt của Diệp Quân, chợt giật mình, a, còn có một người nữa. Cô bé vừa nói vừa định đi cứu, nhưng Diệp Quân đã giữ cô bé lại, nói, không sao, để ông ta treo thêm một lát nữa. Cô bé vẫn đi kéo Vô Biên Chủ xuống, cô cẩn thận đưa một ngón tay đặt dưới mũi Vô Biên Chủ. Cảm nhận được hơi thở, cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa chết. Diệp Quân đứng dậy, hắn vận động cơ thể một chút, thân thể không có vấn đề gì, tu vi vẫn còn, nhưng... thế giới này có gì đó không đúng. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn xác định đây là thế giới chân thực, nhưng hắn cảm giác có gì đó không đúng, nhất thời không nói lên được là không đúng ở đâu. Phát hiện ra rồi. Lúc này, giọng nói của Vô Biên Chủ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ông ta bước đi có chút quái dị, hiển nhiên là bị đau. Diệp Quân trầm giọng nói, ông cảm nhận được sao? Vô Biên Chủ gật đầu, chúng ta đã tiến vào kỷ nguyên thứ ba. Thiên đạo ở thế giới này. Không đúng. Có thể là ý chí tối cao đã chú ý đến chúng ta. Diệp Quân nhìn lên bầu trời đầy sao sâu thẳm, hắn không cảm thấy gì, nhưng cũng giống như ở trong dòng sông thời gian trước đó, hắn lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Vô Biên Chủ ngưng trọng nói, chúng ta phải đi, rời khỏi nơi này. Diệp Quân gật đầu, trực giác mách bảo nếu hắn tiếp tục ở lại đây, sẽ xảy ra chuyện. Hai người đang muốn rời đi. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía cô bé đang vặt lông gà ở cách đó không xa, Vô Biên Chủ nói, đừng can thiệp vào nơi này, lập tức đi. Diệp Quân do dự một lát rồi gật đầu, khi hai người đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có tiếng vó ngựa và tiếng huýt sáo từ bên ngoài trấn truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt cô bé lập tức tái nhợt, cô bé vội vàng chạy ra cổng, bên ngoài, một đám thổ phỉ đang đuổi theo một đám người, đám thổ phỉ cầm đao, cười điên cuồng. Thỉnh thoảng một nhát dao lại chém xuống, liền sẽ có một cái đầu đẫm máu bay ra. Cô bé đột nhiên chạy ra ngoài, kinh hãi nói, cha, mẹ. Diệp Quân nhìn thấy cảnh này, lập tức dừng lại, giơ tay phải lên, Vô Biên Chủ đột nhiên ngăn cản hắn, không được, không thể can thiệp ở nơi này, người có cảm giác được không?
Diệp Quân không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm ra ngoài trấn, khi hắn từ từ nắm chặt tay phải, trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm không lành. Càng lúc càng gần, một giọng nói cực kỳ rõ ràng nói với hắn rằng nếu hắn ra tay, sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây không phải là thiên đạo trong thế giới nhỏ bé, đây là nơi được cai trị bởi ý chí tối cao. Hắn không thể hành động tùy tiện. Vẻ mặt vô biên chủ cực kỳ ngưng trọng, ông ta nhìn trời đất, tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng ông ta cũng cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần bọn họ. A hát! Bên ngoài tiểu trấn, bọn thổ phỉ đang điên cuồng truy đuổi những người trước mặt, vung dao dựa, còn những người mà chúng đang truy đuổi phía trước thì vô cùng tuyệt vọng, bọn họ chạy như điên, kêu gào tuyệt vọng. Cô bé cũng khóc và lao về phía cha mẹ mình. Đúng lúc này, một tên thổ phỉ bất ngờ dùng dao lớn chém vào một người phụ nữ cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cô bé đột nhiên trợn lên, không. Mẹ! Ngay khi con dao của tên thổ phỉ chuẩn bị chém xuống đầu người phụ nữ, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau cô bé, chết. Lời nói vừa dứt. Xoẹt! Ở phía xa, đầu của đám thổ phỉ đồng loạt bay lên trời, máu chảy như suối. Cô bé sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở cách đó không xa, vẻ mặt Diệp Quân ngưng trọng chưa từng thấy, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Vô biên chủ đi tới bên cạnh Diệp Quân, ngưng trọng nói, đi thôi. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào bầu trời sâu thẳm, không được rồi. Lúc này, sâu thẳm trên bầu trời, một đạo sức mạnh thần bí quét xuống, cách đó không xa, những người vừa thoát khỏi bọn thổ phỉ lúc này cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Không chỉ bọn họ, cô bé bên cạnh lúc này cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Diệp Quân tràn đầy kinh ngạc, đây. Vô biên chủ nhìn chằm chằm bầu trời, không thể nghịch chuyển, nhân quả ở nơi này không thể thay đổi, bọn họ đã định phải chết, đi, không thể can thiệp nữa, trên người ngươi không có vận may thiên mệnh của cô ngươi, nếu ngươi can thiệp vào vận mệnh của bọn họ, ngươi sẽ phải gánh chịu nhân quả của bọn họ, đi, phải đi. Ông ta kéo Diệp Quân. Muốn dùng vũ lực đưa hắn đi, nhưng Diệp Quân lại trừng mắt nhìn lên bầu trời, tiền bối, chuyện bất công trên thế gian nhiều như sao, Diệp Quân ta không thể quản hết được, nhưng, chỉ cần ta gặp phải, thì không thể không quản, đây là trật tự đạo của Diệp Quân ta. Hơn nữa, vừa nói, trong mắt hắn hiện lên tinh thần chiến đấu vô tận, sớm hay muộn, ta cũng sẽ phải chiến đấu chống lại ý chí tối cao này. Hôm nay làm sao ta có thể sợ ngài, thế gian làm gì có vô địch đạo thu nhỏ, nếu có nhân quả. Không cần cô váy trắng, ta sẽ gánh vác một mình. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời. Hắn vung tay áo lên, một thần pháp xuất hiện trên đầu hắn. Quan Huyên Thần Minh Pháp. Diệp Quân nhìn bầu trời, cảm giác được sức mạnh kinh khủng tràn ngập trời đất, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào trời đất, diệt. Quỳnh. Trong người hắn, từng đạo thần pháp đáng sợ lao lên trời, những thần pháp đó treo lơ lửng như những bức màn nước giữa trời đất. Tất cả thần pháp đều được kích hoạt vào lúc này. Thần pháp treo lơ lửng giữa trời đất đang bùng cháy như ngọn lửa, từng đạo sức mạnh hủy diệt đáng sợ không ngừng tuôn ra từ đó, điên cuồng chiến đấu chống lại sức mạnh thần bí của trời đất. Toàn bộ bầu trời bị đốt cháy và biến thành biển lửa vô tận. Bên dưới, người dân trong tiểu trấn nhìn cảnh tượng trên bầu trời đều không thể tin được và sửng sốt. Cô bé cũng ngơ ngác nhìn Diệp Quân trên bầu trời với đôi mắt to tròn. Mà lúc này, thân thể của tất cả những người bên dưới bắt đầu dần dần ngưng tụ lại. Diệp Quân chặn lại toàn bộ sức mạnh, nhưng vào lúc này, trời đất đột nhiên nứt ra, một đạo thần lôi đen tuyền thẳng tắp giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Diệp Quân đột nhiên co rụt lại, tức giận hét lên, kiếm lai. Bát! Một đạo âm thanh kiếm đột nhiên vang vọng từ trong trời đất, sau đó, một thanh kiếm bay vào tay hắn. Thanh Huyên Kiếm! Diệp Quân bay lên trời. Mang theo vô số trật tự pháp tấn công mạnh mẽ vào thần lôi màu đen. Thanh kiếm này xẻ đôi bầu trời và tấn công mạnh mẽ vào đạo thần lôi đó. Uinh uinh. Đạo thần lôi màu đen đó nổ tung, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 đạo thần lôi màu đen từ sâu trong bầu trời đầy sao giáng xuống. Cùng lúc đó, một sức mạnh thần bí lan ra trong trời đất. Sau đó, thế giới bắt đầu mờ đi, cơ thể của cô bé và người dân trong tiểu trấn lại bắt đầu trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người của Diệp Quân đột nhiên co rút lại, còn có một cường giả đáng sợ. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, ông ta ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đầy sao sâu thẳm, đây là kiếp. Đây có lẽ là chủ của vạn kiếp mà mẹ ngươi đã nói trước đây, tận cùng của mọi kiếp. Ta sẽ chặn những lối kiếp này lại,
Người đi cắt đứt nhân quả trên những người bên dưới, dùng thanh huyên kiếm của ngươi, nếu không cắt đứt được, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức, hiểu không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, ông chặn được không? Vô Biên Chủ nói, cho ta mượn tháp của ngươi. Diệp Quân liền đưa tiểu tháp cho Vô Biên Chủ, sau đó xoay người lao xuống. Vô Biên Chủ cầm tiểu tháp trong tay và nói, tháp ra, nhờ ngươi chống đỡ một chút. Nói xong, ông ta đột nhiên ôm tiểu tháp ném về phía bầu trời đầy sao. Tiểu tháp sửng sốt nói, mẹ kiếp, ngươi điên rồi à? Phía dưới, nhìn thấy Vô Biên Chủ ném tiểu tháp ra ngoài, Diệp Quân cũng giật mình, nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện ra tháp ra lại thật sự có thể chặn được những thần lôi màu đen đó. Mẹ kiếp, đánh giá thấp tháp ra rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, đi tới bên cạnh cô bé, hắn nhìn đám người đang sợ hãi trước mặt, đột nhiên nói, hiện. Hiện. Khi giọng nói rơi xuống, vô số đường nhân quả xuất hiện ngay trên đầu những người đó, ở cuối những đường nhân quả này, hắn nhìn thấy một đường nhân quả màu đen, cũng là điểm tận cùng, điểm cuối của cuộc đời. Diệp Quân mở lòng bàn tay, thanh huyên kiếm bay vào trong tay hắn, hắn đột nhiên tiến lên một bước, vung kiếm chém ra. Kiếm ý vô địch. Kiếm ý trật tự. Hai loại kiếm ý xuất hiện cùng lúc, chúng tụ lại với nhau, thanh huyên kiếm chém mạnh vào đường nhân quả màu đen. Xoẹt. Nhát kiếm này chém ra, đường nhân quả màu đen trên đầu mọi người rung chuyển dữ dội, rồi biến mất trong tích tắc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân mới thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, do sức mạnh cuồn cuộn giữa trời đất, mặt đất bắt đầu sụp đổ, người dân trong tiểu trấn đều kinh hãi. Diệp Quân nói, tụ. Ngay khi âm thanh vừa dứt, toàn bộ mặt đất nứt nẻ trực tiếp lành lại và trở lại bình thường. Diệp Quân quay đầu nhìn cô bé bên cạnh, thấy sắc mặt cô bé vẫn còn tái nhợt, khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cười nói, không sao rồi. Cô bé nhìn Diệp Quân, chớp mắt, vậy, tụ, là, có nghĩa gì? Diệp Quân cười nói, cái này gọi là chật. Nói đến đây, hắn chợt nhớ đến một cố nhân trước đây, lập tức thay đổi chủ ý, nghiêm túc nói. Cái này gọi là, ngôn xuất pháp tùy, lợi hại chứ. Cô bé gật đầu mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lợi hại. Rất lợi hại. Diệp Quân đang định nói, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sợi dây nhân quả màu đen đã biến mất trên đầu mọi người lại xuất hiện. Những đường nhân quả biến thành màu đỏ như máu, không đợi hắn kịp hành động, tất cả những người trong tiểu trấn trước mặt lập tức biến thành một đống xương máu và nổ tung. Biến cố đột ngột xảy ra khiến Diệp Quân giật mình nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ôm lấy cô bé bên cạnh, lúc này trên người cô bé toát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ và đáng sợ, đó là loại sức mạnh khiến hắn cũng cảm thấy run sợ, nhưng hắn lại không chút do dự, gầm lên, thanh huyên. Bass. Khi một âm thanh kiếm run vang lên, kiếm thanh huyên đâm thẳng vào giữa lông mày của cô gái nhỏ. Bùm. Kiếm thanh huyên cưỡng ép chấn áp thân thể và thần hồn của cô bé, cùng lúc đó. Diệp Quân dùng tay phải nắm lấy sợi dây nhân quả màu đỏ như máu trên đầu cô bé, hắn mới vừa chạm vào sợi dây nhân quả kia thì cánh tay hắn đã bị đốt cháy, đột nhiên vẻ mặt hắn đanh lại, hắn đột nhiên rút sợi nhân quả kia ra, sau đó trực tiếp buộc nó vào sợi dây nhân quả của chính mình. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đều bốc cháy. Tiểu tử cẩn thận. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của Vô Biên Chủ từ chân trời truyền đến, đây chính là nhân quả chi chủ, khốn kiếp. Tụ. Âm thanh của Diệp Quân bỗng nhiên vang vọng trong thiên địa, sau đó, vô số pháp tắc từ trong thiên địa tụ tập lại, hoàn toàn chìm vào trong cơ thể hắn, cưỡng ép áp chế nhân quả đáng sợ kia. Trật tự pháp đối đầu với nhân quả. Diệp Quân nắm chặt hai tay, những luồng trật tự pháp đáng sợ không ngừng tụ tập lại, điên cuồng khống chế sức mạnh nhân quả đáng sợ kia, lúc này, thân thể và thần hồn của hắn bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Ngược lại, cách hắn không xa. Cô bé lúc này cũng đang dần khôi phục bình thường, bởi vì nhân quả trên cơ thể cô bé bị Diệp Quân cưỡng ép chuyển sang cho hắn. Hắn đã can thiệp vào số phận của cô ta nên giờ đây hắn phải gánh chịu nhân quả cho cô ta. Cô bé ngẩn ngơ tại chỗ, ngay sau đó, cô ta điên cuồng lao về phía một đống xương máu cách đó không xa, cô ta nằm trên mặt đất cách đó không xa và khóc lớn. Thanh huyên. Cách đó không xa, thanh âm của Diệp Quân đột nhiên vang lên. Kiếm thanh huyên trong cơ thể cô bé đột nhiên bay vào tay hắn, hắn không hề phòng thủ nữa, cầm kiếm bay lên trời, dùng một kiếm hung hãn lao vào vực sâu hư không vô tận trực tiếp bị hắn xé toạc ra, và ở phần sâu nhất của hư không, một quyền ấn lao thẳng về phía hắn, trong quyền ấn này cuốn theo sức mạnh thời gian vô tận.
năm đó khi chiến đấu với quân U cũng từng sử dụng sức mạnh thời gian. Tuy nhiên, so với cú đấm lúc này, sức mạnh thời gian của quân U giống như ánh sáng của một con đom đóm, còn cú đấm này giống như vầng trăng sáng. Không thể so sánh được. Đối mặt với cú đấm kinh khủng này, Diệp Quân không hề lùi bước mà tiến lên, vung kiếm chém tới một cách hung hãn, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự lúc này bộc phát điên cuồng, cộng thêm kiếm thanh huyên, sức mạnh của một kiếm mà hắn chém ra vượt xa những cường giả phá vòng bình thường. Bùm! Một luồng kiếm quang cực lớn và sức mạnh thời gian đột nhiên bộc phát ra từ trong hư không vô tận. Diệp Quân liên tục nhanh chóng rút lui, sau một lúc rút lui, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong hư không, trong mắt có ý chí chiến đấu thiêu đốt như ngọn lửa. Lúc này, giọng nói của Vô Biên Chủ đột nhiên từ xa xa truyền đến, tiểu tử, hắn hẳn là vạn cổ tuế nguyệt chủ trong truyền thuyết, là cuối cùng của năm tháng, ta nghe mẹ của ngươi nói hắn có thể là một trong những người bên cạnh vô thượng ý chí, tên này vẫn chưa phải là bản thể của hắn đang trên đường đến đây, không đúng, bản thể của nhân quả chi chủ và vạn kiếp chi chủ cũng đang trên đường đến. Vạn cổ tuế nguyệt chủ, nhân quả chi chủ, vạn kiếp chi chủ. Diệp Quân chăm chú nhìn vào hư không sâu thẳm kia, hắn nắm chặt kiếm thanh huyên trong tay phải, kiếm ý trong cơ thể không ngừng bộc phát ra, ý chí chiến đấu dâng trào. Ta sẽ ngăn cản bản thể của họ lại. Giọng nói của Vô Biên Chủ lại vang lên, người đưa cô bé đó đi đi. Nghe những lời nói của Vô Biên Chủ, Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn nhìn Vô Biên Chủ, giọng nói của Vô Biên Chủ lại vang lên, Tháp Gia, người đi cùng ta. Ông đây không đi. Tháp Gia tức giận nói, mẹ nó, ngươi lại kêu ông đây gánh nữa, ngươi tự đi đi. Vừa rồi nó đã phải chịu đựng rất nhiều khi chống đỡ lôi kiếp màu đen đó. Vô Biên Chủ lập tức nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tháp Gia, Diệp Quân. Vô Biên Chủ mang Tháp Gia đi đến bên cạnh Diệp Quân, Tháp Gia trực tiếp bay trở lại trong cơ thể Diệp Quân, nó chợt nhận ra vẫn là tên khốn này tốt hơn, ít nhất hắn sẽ không dùng nó làm lá chắn. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, ông ta phát hiện sợi dây nhân quả màu đỏ như máu trên người Diệp Quân, kinh ngạc nói, ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm chỗ sâu trong hư không, ý chí chiến đấu trong mắt không hề suy giảm, tiền bối, ngài mang cô bé kia đi đi, sắp xếp ổn thỏa cho nàng, ta sẽ ngăn cản bản thể của bọn họ. Vô Biên Chủ lập tức khiếp sợ, mẹ kiếp, từ khi nào tên này trở nên dũng cảm như vậy? Ông ta vội vàng tóm lấy Diệp Quân đang định lao tới, tiểu tử, đừng xúc động. Ngươi quên mục đích chuyến đi của chúng ta rồi sao? Chúng ta đến đây không phải để đánh nhau. Diệp Quân lắc đầu, tiền bối, chúng ta đã không thể rời đi. Vô Biên Chủ im lặng, ông ta nhìn vào sâu trong hư không, ở nơi sâu đấu có một luồng áp lực kinh khủng tràn ra, dựa theo hơi thở này mà nói thì những người này ít nhất đều là cường giả phá vòng cấp 9. Trận chiến này, thực sự không thể tránh khỏi. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên trong tay phải chặn ngang ở trước mặt. Tay trái của hắn chỉ từ chuôi kiếm và từ từ trượt theo lưỡi kiếm sang bên trái, kiếm thanh huyên khẽ run lên, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự sôi trào lên như nước đang sôi và không ngừng kích động. Ý chí chiến đấu. Vô Biên Chủ kinh hãi nhìn Diệp Quân, lúc này ông ta mới thực sự nhận ra, tiểu tử này hoàn toàn khác với những gì ông ta nghĩ trước đó. Thế, lúc này, Diệp Quân có một cảm giác thế mà hắn chưa từng thấy qua trước đó, đó là loại khí thế ta đánh không lại ngươi. Nhưng ta vẫn dám đánh ngươi. Không chỉ Vô Biên Chủ, mà cả Tháp Gia cũng có chút kinh hãi. Lúc này, nó nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệp trên người Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, lát nữa ngài mang cô bé và Tháp Gia đi, các ngươi ở đây, chỉ có thể liên lụy tới ta. Tháp Gia. Sắc mặt Vô Biên Chủ lập tức tối sầm lại, tiểu tử này nói chuyện kiểu gì vậy? Vô Biên Chủ còn muốn nói gì nữa, nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu trong hư không, ba luồng hơi thở đáng sợ kia đột nhiên dâng lên gấp mấy chục lần, chỉ phút chốc, toàn bộ hư không vô tận trực tiếp trở nên hư ảo, áp lực của hơi thở đáng sợ kia đè ép đến mức cả Diệp Quân và Vô Biên Chủ đều không thở được. Sắc mặt của hai người đều trở nên nghiêm nghị, Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm vào sâu trong bầu trời đầy sao kia, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, quan chủ mẫu đã dặn đánh không lại thì chạy, chúng ta chạy đi. Vô Biên Chủ không nói chuyện. Diệp Quân nhìn chằm chằm chỗ sâu trong hư không, Tháp Gia, ta biết ngươi chỉ là giả vờ mà thôi, bao năm qua, từ khi theo ông nội của ta đến bây giờ đi theo ta, có trường hợp lớn nào ngươi chưa từng thấy sao? Làm sao ngươi có thể sợ ba kẻ phá vòng cấp 9 còn con được chứ? Tháp Gia trực tiếp ngắt lời Diệp Quân, ngươi đừng hòng dụ dỗ ông đây,
ta có chết cũng không đứng ra chịu đòn đâu, để vô biên chủ này đi đi, mẹ kiếp, chỉ biết rửa chân mỗi ngày, không biết đôi chân đó có gì hay ho mà rửa hoài. Vô biên chủ cười khà khà, thật sự chỉ là một cái tháp. Tiểu tháp khinh thường nói, ta biết nhiều hơn các ngươi rất nhiều, không phải rửa chân một hồi biến thành gội đầu sao. Vô biên chủ cực kỳ kinh ngạc. Diệp quân. Đúng lúc này, trong chỗ sâu của hư không đột nhiên xuất hiện ba tiếng bước chân. Diệp quân hơi nheo mắt lại, tới rồi. Khi hắn nói, huyết mạch điên cuồng trong cơ thể hắn bắt đầu sôi lên. Ý chí chiến đấu ngút trời. Ai nói phá vòng cấp 1 không giết được phá vòng cấp 9. Ý chí chiến đấu của Diệp quân sôi trào, kiếm thanh huyên trong tay run rẩy không ngừng. Vô biên chủ cũng không nói gì nữa, hắn ta nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hư không, yên lặng châm một điếu xì gà, vòng khói phiêu đãng. Cả hai đều sẵn sàng cho một trận lớn. Nhưng đúng lúc này, không biết vì nguyên nhân gì, nơi sâu thẳm trong hư không kia, ba luồng khí tức đáng sợ kia đột nhiên rút lui như thủy triều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả vô biên chủ và Diệp quân đều ngẩn ra, hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Sao đột nhiên lại rút lui? Vô biên chủ liếc mắt nhìn một nơi nào đó trong chỗ tối, khẽ cau mày, nhưng đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở đây nữa. Diệp quân gật đầu, chờ ta một lát. Dứt lời, hắn xoay người một cái, đi tới một nơi ở phía dưới, cách đó không xa, tiểu cô nương còn đang nằm ở nơi đó gào khóc. Diệp quân thấp giọng thở dài, hắn nhặt một con búp bê vải trong sọt trên mặt đất lên, con búp bê vải kia mặc giống như tiểu cô nương đó, cả tóc và thần thái đều rất giống nhau, rõ ràng là cha mẹ cô bé đặc biệt làm cho cô bé. Hắn hơi hơi trầm ngâm, sau đó đi về phía cô bé, hắn kéo tiểu cô nương dậy. Lúc này tiểu cô nương đã khóc đỏ cả mắt. Diệp quân đặt búp bê vải vào lòng cô bé, nhẹ giọng nói, đừng khóc nữa. Tiểu cô nương nhìn Diệp quân, hốc mắt đỏ bừng, khàn khàn nói, tại sao, lại như vậy? Diệp quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, có lẽ là một loại trật tự, tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt, lúc nào người phải chết, đều đã được sắp xếp sẵn, không thể thay đổi khác được. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn Diệp quân, một lát sau, cô bé nhẹ giọng nói, thật ra ta cũng phải chết rồi, đúng không? Diệp quân nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô bé, bây giờ ngươi phải sống thật tốt. Cô bé nắm chặt hai tay, thấp giọng nói, trật tự. Trong giọng nói có đầy sự oán hận. Diệp quân nói, thứ ta tu cũng là trật tự. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp quân mỉm cười nói, trật tự có tốt, cũng có xấu, trật tự bây giờ của ca ca, là tốt. Tiểu cô nương hỏi. Vậy sau này thì sao? Diệp quân nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta sẽ cố gắng làm tốt. Tiểu cô nương nhìn hắn, không nói gì. Diệp quân giúp cô bé xây hai ngôi mộ trên bãi đất trống này, hắn cũng không để lại bất cứ thứ gì cho cô bé. Lần này hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của nhân quả vô thượng, hắn sợ thứ mình cho cô bé sẽ mang đến tai họa khác cho cô bé. Nhưng hắn lục soát thi thể của mã phỉ trước, sau đó đưa cho tiểu cô nương những món đồ của mã phỉ. Diệp quân nói, ta đi đây. Tiểu cô nương cúi đầu, không nói lời nào. Diệp quân cũng chưa đi, hắn sao lại không nhìn ra được, tiểu cô nương đã không còn có ý muốn sống nữa. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô bé, nhẹ giọng nói, người có muốn báo thù không? Tiểu cô nương nhìn về phía Diệp quân, cuối cùng trong mắt cũng có một tia dao động. Diệp quân nói, phải sống, tu luyện cho tốt, sau này lật đổ tất cả trật tự xấu, được không? Tiểu cô nương nặng nề gật đầu. Diệp quân mỉm cười, hắn xoay người chống kiếm đứng dậy, biến mất ở nơi sâu trong tinh hà. Trước chấn nhỏ, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà kia, ngây người hồi lâu. Nơi nào đó trong bóng tối, một người phụ nữ mặc áo bào trắng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Diệp quân và vô biên chủ nghịch Lưu Tuế Nguyệt lần nữa, trên đường, sắc mặt của hai người đều cực kỳ ngưng trọng, đặc biệt là Diệp quân. Chuyện lần này khiến cho hắn hiểu được sự đáng sợ của vô thượng nhân quả. Trước kia nghịch thiên cải mệnh, giống như chơi đùa, nhưng lần này, hắn mới phát hiện, vô thượng nhân quả này không thể đảo nghịch. Nếu như không phải hắn cố gắng chuyển nhân quả của tiểu cô nương lên người mình thì chắc chắn tiểu cô nương phải chết. Diệp quân như thể nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, tiền bối, thực lực của ba tên kia có phải đã vượt qua cả cảnh giới phá vòng tầng thứ 9 rồi không? Vô biên chủ lắc đầu, không biết. Nhưng có thể xác định được ít nhất đã đạt đến cảnh giới phá vòng tầng thứ 9 đỉnh phong.
Diệp Quân im lặng. Vô Biên Chủ nói, mặc dù không biết tại sao bọn họ đột nhiên rút lui, nhưng có thể xác định được ngươi đã bị nó theo dõi. Hơn nữa, trên người ngươi còn có nhân quả kia. Ta vốn nghĩ là chúng ta sẽ trở về ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, đến thì cũng đã đến rồi, cứ tay không mà về thì không còn mặt gì nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Quân, lần này, chúng ta không thể lại tiến vào trong thế giới của bất kỳ kỷ nguyên nào nữa, đến kỷ nguyên cổ tiền, nhìn một chút rồi chúng ta đi. Diệp Quân gật gật đầu, ta biết rồi. Vô Biên Chủ gật đầu. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, lúc này cả hai người đều trở nên nghiêm túc, không hề cười đùa hi hi ha ha nữa. Rất nhanh, hai người lại gặp một mảnh khu vực kiếp lôi lần nữa, toàn bộ đều là thần lôi màu đen, hai người đã cảm nhận được uy lực khủng khiếp của luồng đạo lôi kia từ phía xa. Khi tới gần khu vực kiếp lôi kia, sắc mặt Diệp Quân và Vô Biên Chủ đều có chút khó coi, trong khu vực kiếp lôi kia, vô số thần lôi màu đen bắt đầu quay cuồng, nếu rơi xuống, hai người bọn họ đều sẽ trở thành đống tro tàn. Sắc mặt của Diệp Quân trầm xuống, nếu như chỉ là có vài luồng thần lôi màu đen như thế này thì hắn vẫn là có nắm chắc được cơ hội đi qua, nhưng con mẹ nó, trong này nhiều thần lôi màu đen như vậy. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ nói, tháp. Tháp ra lúc này cả giận nói, cút. Diệp Quân. Vô Biên Chủ đột nhiên lấy ra hai viên đan dược, hắn ta đưa cho Diệp Quân một viên, viên đan dược kia hiện lên lôi sắc, bên trong lóe ra lôi điện. Diệp Quân có chút kinh ngạc, đây là cái gì? Còn mang theo tia chớp. Vô Biên Chủ trực tiếp nuốt xuống, sau đó nói, là do Tiểu Linh Nhi luyện chế, nói có thể tránh sấm sét. Tránh sấm sét. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, hắn quay đầu nhìn Vô Biên Chủ, đáng tin không? Vô Biên Chủ nói, có lẽ là đáng tin. Có lẽ. Diệp Quân mặt đầy hắc tuyến. Vô Biên Chủ nói, Tiểu Linh Nhi chính là luyện đan sư đệ nhất dưới trướng nương ngươi, nàng ấy nói có thể tránh sấm sét, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Quân nghĩ nghĩ, sau đó nuốt vào, dù sao trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi Diệp Quân nuốt lên lôi đan kia xuống, đột nhiên cảm giác mình giống như bị điện giật một cái, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có cảm giác nào khác nữa. Diệp Quân nhìn Vô Biên Chủ, hỏi, người xác định là đáng tin. Chuyện này không nói đùa được đâu. Vô Biên Chủ im lặng. Hắn ta cũng không xác định được Tiểu Linh Nhi có đáng tin hay không. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Vô Biên Chủ cắn răng nói, ta lựa chọn tin tưởng Tiểu Linh Nhi, xông lên. Nhưng hắn ta không nhúc nhích. Diệp Quân cũng không nhúc nhích. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cùng nhau xông lên. Diệp Quân gật gật đầu, hắn khởi động trật tự pháp của bản thân trước để bảo vệ thân thể của mình, sau đó lại khởi động kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự bao quanh mình, nhưng hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại làm cho mình thêm mấy tầng giáp. Đó đều là chiến lợi phẩm mà lúc trước hắn đạt được, cấp bậc gì gì đó, tuy rằng chưa đạt tới thần vật tối cao, nhưng cũng không tính là thấp. Nhìn thấy Diệp Quân như vậy, Vô Biên Chủ đứng hình, nhưng hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó cũng lấy một bộ giáp ra mặc. Sau khi hai người chuẩn bị đầy đủ xong, lúc này mới xông vào mảnh khu vực kiếp lôi kia ai, mới vừa xông vào khu vực kiếp lôi, hơn 10 luồng lôi điện màu đen trực tiếp đánh xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy đã bao vây cả hai người ở trong đó. Thần pháp của Diệp Quân vào giờ khắc này trực tiếp được phát huy đến cực hạn, từng luồng thần pháp điên cuồng chống đỡ những thần lôi màu đen kia, cùng lúc đó, Diệp Quân thi triển tốc độ của mình đến cực hạn, muốn cố gắng nhanh chóng xuyên qua khu vực kiếp lôi này. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp xuyên qua mảnh khu vực kiếp lôi này, nhưng đúng lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một màn kiếp lôi khủng bố, toàn bộ đều được hình thành từ lôi điện màu đen. Con mẹ nó! Trong lòng Diệp Quân tức giận mắng một tiếng. Lúc này ngừng lại, không dám xông vào, mà lúc này, những thần pháp trên người hắn dưới sự oanh kích của thần lôi màu đen, bắt đầu trở nên nhạt dần. Tối đa là 10 nhịp thở, nếu hơn nữa thì hắn sẽ không kiên trì nổi nữa. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía màn sấm sét màu đen trước mặt, hắn trầm mặc một lát, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang xông ra ngoài. Xông vào. Một kiếm này của hắn, mạnh mẽ xé toạc chiếc màn sét màu đen kia ra một lỗ hổng. Hắn xông vào trong đó, một đường xông thẳng về phía trước, nhưng không bao lâu, kiếm quang của hắn lại trở nên nhạt dần. Hắn cố gắng khởi động trật tự pháp và hai loại kiếm ý của mình. Hai loại kiếm ý và trật tự pháp trực tiếp xé rách lôi điện khắp bốn phía ra. Giờ phút này, hắn thi triển tốc độ của mình lên đến cực hạn. Ba nhịp thở. Trong vòng ba nhịp thở mà không ra được, hắn sợ là phải chết tại đây mất. Đúng lúc này,
hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảng ánh sáng, trong lòng hắn mừng rỡ, giống lên một tiếng, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự vung ra nhiều như nêm, cố gắng đẩy lùi lôi điện màu đen khắp bốn phía, mà ngay khi hắn muốn lao ra khỏi mảnh khu vực lôi kiếp này, tất cả thần lôi màu đen của mảnh khu vực lôi kiếp này đột nhiên cháy lên, sau đó lại xông thẳng về phía hắn. Đồng tử Diệp Quân chợt co rụt lại, ngay khi hắn muốn thi triển tuyệt kỹ quan huyền của mình, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên phải cách đó không xa, Phổ Biên Chủ đang chậm rãi đi tới, hắn đi trong mảnh lôi kiếp đan cháy kia, bình tĩnh, quanh người hắn ta khoác một giáp quang lôi điện, đám lôi điện màu đen ở bốn phía căn bản không thể tới gần hắn ta. Diệp Quân! Phổ Biên Chủ cười nói, người thật dũng cảm. Diệp Quân mặt đầy hắc tuyến, hắn rút thần pháp và kiếm ý của mình lại, những tia lôi diễm màu đen kia xông về phía hắn, nhưng khi muốn tới gần hắn, lại bị một sức mạnh vô hình bắn ngược ra. Trên người hắn cũng xuất hiện một giáp quang lôi điện. Hiển nhiên, đó là hiệu quả từ tị lôi đan của Tiểu Linh Nhi. Con mẹ nó! Diệp Quân hơi đau đớn. Phổ Biên Chủ cười hắc hắc nói, biết bây giờ Tiểu Linh Nhi được gọi là gì không? Diệp Quân nhìn về phía Phổ Biên Chủ, Phổ Biên Chủ nói, bây giờ Tiểu Linh Nhi được gọi là Đan Tổ. Diệp Quân! Phổ Biên Chủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giáp quang trên người hắn ta đang biến mất, cảm nhận được chuyện này. Sắc mặt của Vô Biên Chủ đại biến, đậu má, cái này có hạn chế về thời gian. Diệp Quân đã xông ra ngoài. Vô Biên Chủ vừa muốn lao ra, giáp quang trên người hắn ta đã biến mất sạch sẽ. Sau khi lao ra, Diệp Quân xoay người nhìn lại, một ngọn lửa hừng hực cũng theo đó xông ra, chính là Vô Biên Chủ. Đậu má, đậu má. Vô Biên Chủ vừa xông ra vừa chửi tục. Diệp Quân phất tay áo vung lên, một đạo thần pháp bao phủ lấy Vô Biên Chủ. Ngọn lửa trên người hắn ta lập tức được thanh trừ từng chút một. Diệp Quân nói, chúng ta tiến vào kỷ nguyên bạch tộc rồi. Đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Diệp Quân và Vô Biên Chủ đều sửng sốt. Tiếng bước chân. Vô Biên Chủ và Diệp Quân nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Diệp Quân khẽ cau mày, có chút nghi hoặc. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, không đúng, không đúng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghe âm thanh thì tiếng bước chân đã ở trước mặt họ. Nhưng điều kỳ lạ là trước mặt họ chẳng có gì cả. Phổ Biên Chủ nhìn chằm chằm trước mặt, đối phương là hàng nghìn tỷ năm trước. Diệp Quân nhìn về phía Phổ Biên Chủ, nói, ý của ông là, hắn không lựa chọn gặp mặt chúng ta ở thời đại này. Phổ Biên Chủ nói, không thể, hắn không thể gặp mặt chúng ta ở cùng một thời đại. Nếu hắn gặp chúng ta ở cùng thời đại, ắt sẽ bị ý chí tối cao chú ý đến. Đối phương muốn dùng cách này nói cho chúng ta biết cái gì đó, hoặc là muốn chúng ta làm cái gì đó. Diệp Quân nhìn về phía trước, nếu là cái thứ nhất thì mời đi một bước, nếu là cái thứ hai thì mời đi hai bước. Hai tiếng bước chân vang lên. Đây là muốn họ làm gì đó. Diệp Quân lại nói, ngươi muốn bọn ta đi cùng ngươi sao? Một tiếng bước chân vang lên. Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn nhau, Vô Biên Chủ gật đầu, đi. Diệp Quân nói. Mời dẫn đường. Tiếng bước chân đó liền đi về phía xa. Diệp Quân và Vô Biên Chủ đi theo, dọc đường đi, Diệp Quân nhìn bức tường thời gian xung quanh, nhưng điều kỳ lạ là chẳng có gì cả, trống rỗng, như thể đã bị ai đó xóa đi. Vô Biên Chủ đang hút thuốc, nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng trọng. Không biết đi bao lâu, tiếng bước chân biến mất, Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn sang bên phải, bức tường thời không ở đó gợn sóng như sóng nước. Hai người nhìn nhau rồi bước vào. Sau khi xuyên qua một thời không đen tối, họ đã đến một vùng đất hoang. Vùng đất hoang nà không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cát vàng vô tận, trời đất rộng lớn, không có sự sống và vô cùng hoang tàn. Diệp Quân và Vô Biên Chủ đi theo bước chân, không biết qua bao lâu, một bệ đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt họ. Bệ đá cao đến vạn trượng, trên bệ đá là một đại điện có hình dáng kỳ lạ, giống như một con mãnh thú, vô cùng uy nghiêm. Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn nhau. Hai người đều có chút nghi hoặc. Rất nhanh, họ theo bước chân đến trước đại điện, khi bước chân đến cửa đại điện thì không di chuyển nữa. Diệp Quân bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa đã phủ đầy bụi không biết bao lâu đột nhiên mở ra, một đạo khí tức thời gian cổ lão đột nhiên đập vào mặt hắn, mà bên trong đại điện chỉ còn một tấm màn ánh sáng, mà khi họ đến nơi, bên trong bức màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đó là trong một dãy núi dài vô tận, một cậu bé khoảng 6. 7 tuổi đang chạy loạn xạ, cậu bé mặc một váy da thú, đầu như tổ quả, cậu bé chạy loạn xạ trong rừng núi rậm rạp, mà phía sau cậu bé có một con hổ đang đuổi theo.
Đúng lúc con hổ chuẩn bị đuổi kịp thì cậu bé đột nhiên dừng lại, sau đó dùng chân phải đá vào một tảng đá bên phải, cả người nhảy lên, mà lúc này, con hổ đã lao tới, phía sau cậu bé có một cái cây lớn. Ngay khi cậu bé nhảy lên, con hổ đã nhảy lên không trung và cuối cùng đập mạnh vào cây lớn. Binh! Cây lớn trực tiếp nứt ra, con hổ gầm lên một tiếng, mà lúc này cậu bé rơi xuống lưng con hổ, không biết trong tay cậu đã cầm một cành cây từ lúc nào, tay trái cậu tóm lấy tai con hổ, tay phải thì đâm liên tục vào mắt con hổ. Máu bắn tung tóe. Con hổ bị cậu bé chọc mù mắt, cậu bé lật người lại, xuống phía dưới con hổ, sau đó cậu bé cầm cành cây chọc vào chỗ dễ bị tổn thương nhất của con hổ. Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ khu rừng rậm rạp. Một lúc sau, con hổ nằm bất động trên mặt đất, cậu bé trực tiếp lột ra, sau đó nằm lên con hổ và bắt đầu cắn. Ăn sống. Khung cảnh thay đổi, 10 năm trôi qua. Cậu bé đã bước sang tuổi 16, 17, cậu bé lúc này vẫn chỉ mặc một bộ da thú ngắn, khí thế mạnh mẽ, cậu đang đứng giữa một đám đại yêu này lại đều là phá vòng cảnh. Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn nhau, ánh mắt hai người đều ngưng trọng. Bởi vì vào lúc này, cậu bé này đã là phá vòng cảnh. Phá vòng cảnh 16, 17 tuổi. Cả hai người họ đều kinh ngạc khi biết rằng có một yêu nghiệt như vậy tồn tại trên thế giới này. Trong bức màn ánh sáng, đột nhiên, đám đại yêu to lớn đó lao về phía người cậu bé mặc da thú. Đối mặt với đám đại yêu đó, cậu bé không chút sợ hãi, cậu ta giơ tay lên và đập tan chúng, trong phút chốc, lũ đại yêu bị đập nát, da thịt rách toạc, không ngừng kêu gào. Cùng cảnh giới hoàn toàn bị nghiền nát. Mẹ kiếp! Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Diệp Quân cũng cảm thấy đây có phải là gian lận không? Một phá vòng cảnh trẻ tuổi như vậy thì cũng thôi, sức chiến đấu lại đáng sợ như vậy. Vô Biên Chủ ngưng trọng nói, đây chính là công chủ bách tộc trong kỷ nguyên bách tộc. Hắn chính là thiên mệnh nhân của thời đại đó, ứng vận mà sinh. Phải mất hàng nghìn tỷ năm mới có người như vậy xuất hiện. Diệp Quân im lặng. Thiên mệnh nhân thời đại. Mỗi thời đại đều có những thiên kiều, mà trong số rất nhiều thiên kiều, ắt phải có một người nổi bật. Người này chắc chắn là người trấn áp những thiên kiều cùng thế hệ và kiêu ngạo muôn đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, công chủ bách tộc trước mắt chính là loại tồn tại này. Hình ảnh xoay chuyển, trong hình ảnh lúc này, đã ở thiên lộ, lúc này, thiếu niên trước kia đã trở thành công chủ bách tộc, cường giả đứng đầu thiên hạ. Chàng trai trẻ đứng giữa vô số cường giả, anh ta chắp tay sau lưng và nhìn lên bầu trời, xung quanh anh ta còn có 9 cường giả phá vòng cảnh đỉnh cao, tuy khí tức không mạnh bằng anh ta, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Sắc mặt Vô Biên Chủ đột nhiên thay đổi, mẹ kiếp, có người cưỡng ép can thiệp, không cho chúng ta xem trận đại chiến tiếp theo. Diệp Quân trầm giọng nói, ý chí tối cao. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm bức màn ánh sáng nói, không chắc chắn, nhưng bây giờ xem ra có gì đó không muốn chúng ta biết thực lực thật sự của ý chí tối cao. Diệp Quân đang định nói, chính vào lúc này, công chủ bách tộc đột nhiên đưa tay phải ra, lắc mạnh. Uỳnh! Hình ảnh vốn đã bắt đầu mờ nhạt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn nhau, Vô Biên Chủ ngạc nhiên nói, hắn biết chúng ta đang nhìn. Diệp Quân gật đầu, hắn bây giờ đã hiểu được ý của công chủ bách tộc, đối phương chỉ muốn bọn họ nhìn thấy sức mạnh thực sự của ý chí tối cao. Ý chí tối cao, nguồn gốc chính của mọi thứ và cũng là tận cùng của mọi thứ. Diệp Quân và Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm vào thiên lộ đó, đúng vào lúc này, cường giả bách tộc đột nhiên lao về phía thiên lộ, từng đạo khí tức kinh khủng lan ra trong trời đất, làm rung chuyển cả thế giới. Và gần như cùng lúc đó, trên thiên lộ, một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên tràn xuống. Cảm nhận được khí tức này, Diệp Quân và Vô Biên Chủ bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Rất nhanh, bọn họ liền biết đó là khí tức của ai. Vạn Cổ Tuế Nguyệt Chủ. Khi Vạn Cổ Tuế Nguyệt Chủ từ từ bước ra, khí tức thời gian ngập tràn trời đất quét xuống, vô số thời gian của kỷ nguyên cùng nhau hiện ra, chúng ngưng tụ thành một đạo khí tức thời gian đáng sợ và hướng về phía cường giả công chủ bách tộc và nghiền xuống. Nhưng khí chất của ông ta không thể ngăn chặn được những cường giả bách tộc đáng sợ đó. Mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức khác đột nhiên lăn tới từ tận cùng thiên lộ. Đây là một loại khí tức kiếp, sức mạnh vô tận của kiếp như thủy triều dâng lên. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời, vô số lôi kiếp màu đỏ kiếp ngưng tụ, gầm rú và cuồng nộ, như thể sắp giáng xuống và xé nát toàn bộ vũ trụ thành từng mảnh. Vạn Kiếp Chi Chủ. Khi Vạn Kiếp Chi Chủ xuất hiện, lôi kiếp trên bầu trời càng gầm lên dữ dội hơn.
từng đạo kiếp tràn xuống áp đảo, và toàn bộ vũ trụ đều rung chuyển. Nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ra rằng vạn kiếp chi chủ căn bản không có cơ thể. Toàn bộ cơ thể của ngài được bao phủ bởi sấm sét màu đỏ sậm, được ngưng tụ từ vô số kiếp mà thành. Ứng kiếp mà sinh, vạn kiếp chi chủ. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của vạn kiếp chi chủ, sắc mặt Diệp Quân và Vô Biên chủ càng trở nên ngưng trọng. Mà đúng vào lúc này, một khí tức khác từ cuối thiên lộ quét xuống, khi khí tức đáng sợ này quét xuống, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, trong khoảnh khắc ông ta xuất hiện, trong trời đất, trên đầu tất cả cường giả đều xuất hiện đường nhân quả. Nhân quả chi chủ. Kiểm soát mọi nhân quả thời gian. Bên cạnh người đàn ông trung niên này còn có một ông lão, khoảnh khắc ông lão bước ra, vô số lối đi luân hồi đột nhiên xuất hiện xung quanh thiên lộ. Những lối đi luân hồi này được chia thành thiện và ác. Người đi vào lối đi luân hồi thiện có thể sang kiếp sau và sống một cuộc sống mới, những người đi vào lối đi luân hồi ác, linh hồn sẽ bị tra tấn bởi luân hồi vĩnh viễn và cuối cùng tiêu tan mãi mãi. Luân hồi chi chủ. Lúc này, bên cạnh luân hồi chi chủ, một con bò xanh chậm rãi bước ra, trên đầu con bò xanh có một người phụ nữ đang ngồi, trong tay bà ta cầm một chiếc sáo trúc, bên hông treo một chiếc thuyền nhỏ. Và khi bà ta bước ra, tất cả khí tức tà ác xung quanh lập tức rút đi, không dám đến gần. Là bà ta. Diệp Quân sửng sốt. Mà vào đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo giáp vàng bước ra, tay cầm diều chiến, ông ta vừa bước ra, địch ý khủng khiếp như một cơn gió mạnh quét xuống từ trời đất, địch ý đáng sợ này lại xé khí tức của cường giả bách tộc thành từng miếng, sau đó trực tiếp lao đến công chủ bách tộc. Công chủ bách tộc giơ tay lên ra một quyền. Uinh uinh. Đạo địch ý đó đột ngột bị nghiền nát. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm vào công chủ bách tộc, ngưng trọng nói, mẹ kiếp, đúng là mạnh. Diệp Quân cũng gật đầu đồng tình. Địch ý của người đàn ông mặc áo giáp vàng là địch ý mạnh nhất mà hắn từng thấy. Tuy nhiên, địch ý đáng sợ như vậy đã bị tiêu diệt chỉ bằng một cú đấm của công chủ bách tộc. Vô lý. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo giáp vàng cũng rơi vào người công chủ bách tộc. Trong mắt ông ta chỉ có địch ý vô tận, giống như một chiến thần cổ xưa, từng đạo khí tức địch ý tàn phá trời đất. Mà công chủ bách tộc lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó nhìn về phía thiên lộ, từ cuối thiên lộ lại có một người đi ra. Khi nhìn thấy người này đi ra, Diệp Quân và Vô Biên chủ cùng kinh ngạc kêu lên, mẹ kiếp. Người bước ra chính là chủ nhân bút đại đạo. Khi ông ta bước ra, tất cả đại đạo trên thế gian đều hiện ra, ngưng tụ, diễn hóa. Bản thể thực sự. Vạn đạo hội tụ. Tận cùng tất cả đại đạo trên thế gian, đạo áp đảo mọi thứ trên thế gian. Khí tức của tất cả mọi người tại hiện trường đều không so sánh được với ông ta. Mà đúng vào lúc này, lại có một người khác đi ra, Diệp Quân nhìn thấy người này liền ngây ra. Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng trắng. Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ. Vô Biên Chủ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cũng đang nhìn Tịnh Tông Chủ, Tịnh Tông Chủ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức nhìn về phía hắn. Ánh mắt họ gặp nhau xuyên thời không. Tịnh Tông Chủ nhìn hắn một lát rồi thu hồi ánh mắt. Diệp Quân dường như cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn và Vô Biên Chủ. Ánh mắt của ba người gặp nhau xuyên thời không. Mẹ kiếp! Chủ nhân bút đại đạo khẽ nhếch môi, thầm nguyền rủa trong lòng. Ông ta vung tay áo lên, một sức mạnh thần bí xuất hiện giữa trời đất. Hình ảnh bên trong bức màn ánh sáng lại trở nên mơ hồ, sau đó biến mất hoàn toàn. Trong điện, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều im lặng. Chủ nhân bút đại đạo quả nhiên là người của ý chí tối cao, nhưng điều khiến Diệp Quân nghi hoặc chính là Tịnh Tông Chủ. Đối phương ngay từ đầu đã nhắm vào trật tự của hắn. Nhưng sau khi thua cược với hắn, đối phương liền đồng ý tuân thủ trật tự của hắn. Vô Biên Chủ đột nhiên trầm giọng nói, bọn họ không cho chúng ta xem trận chiến cuối cùng, nhất định là đang ẩn giấu gì đó. Diệp Quân nói, nhìn từ một góc độ khác. Bọn họ biết sau này sẽ có người tới điều tra, cho nên bọn họ vẫn luôn che giấu điều gì đó. Lại nhìn từ một góc độ khác, bọn họ biết thực lực của kỷ nguyên chúng ta. Nói đến đây, vẻ mặt của cả hai đều trở nên ngưng trọng. Họ ở trong ánh sáng, những người khác ở trong bóng tối. Hai người trầm mặc một lát, Phổ Biên Chủ đột nhiên nói, đi, đi đến kỷ nguyên thượng cổ xem. Diệp Quân gật đầu. Kỷ nguyên thượng cổ là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu không phát hiện được gì ở đó thì họ thực sự chỉ có thể từ bỏ. Hai người quay trở lại dòng sông thời gian dài và lại đi ngược thời gian lần nữa. Diệp Quân bỗng nhiên nói, tiền bối, ông có nghĩ rằng, có
có một số chuyện định sẵn có thể thay đổi được không? Suy nghĩ một lát, phổ biên chủ nói, thế gian không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, thay đổi hay không thay đổi thì phải xem thực lực của ngươi, nếu như thực lực của ngươi yếu, một nhân quả nhỏ bé cũng có thể khiến ngươi không thể cứu vãn, nhưng nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ có thể tránh được mọi nhân quả. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Phổ biên chủ châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, đừng suy nghĩ nhiều, lần này ngươi không phải chỉ có một mình. Diệp Quân cười nói, cuối cùng cũng có thể thấy được thực lực thật sự của các cô rồi. Phổ biên chủ cũng cười nói, làm là xong việc rồi. Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt hai người lại xuất hiện một khu vực lôi kiếp khác, nhưng lần này không phải là thần lôi màu đen mà là màu đỏ như máu. Trong khu vực lôi kiếp đó, từng đạo thần lôi màu đỏ như máu mạnh hơn mấy lần so với thần lôi màu đen trước đó. Sắc mặt phổ biên chủ cũng có chút ngưng trọng, những thần lôi màu đỏ như máu này, mỗi một đạo ít nhất cũng có thể so sánh với cường giả phá vòng cấp 7. Trong khu vực lôi kiếp, ít nhất có vài trăm đạo. Hơn nữa, sâu trong khu vực lôi kiếp, còn ẩn giấu một khí tức mạnh mẽ hơn. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào sâu trong khu vực lôi kiếp, chín phần là khí tức của phá vòng cảnh. Phổ biên chủ gật đầu. Diệp Quân hỏi, có còn tị lôi đan không? Phổ biên chủ lắc đầu, vô dụng thôi. Diệp Quân im lặng. Phổ biên chủ búng điếu thuốc đi, sau đó nói, lát nữa ta sẽ phá vỡ nơi này, một mình ngươi qua đó. Diệp Quân quay đầu nhìn phổ biên chủ, có chút kinh ngạc, tiền bối, ông chắc chắn chứ? Phổ biên chủ mỉm cười nói, tháp. Cút 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 cút. Tháp gia đột nhiên nổi giận. Diệp Quân. Phổ biên chủ cười nói, tháp gia, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là lát nữa ngươi phải bảo vệ tiểu tử này. Tháp gia không lên tiếng. Phổ biên chủ nhìn về phía Diệp Quân, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi hiện tại đã vượt xa so với trước đây. Song phá vòng cộng thêm sức mạnh của ba huyết mạch và thanh huyên kiếm, cường giả phá vòng cảnh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ không lãng phí. Nhiều khi, sự thuận lợi đều bị lãng phí, đạo lý này, hắn hiểu. Phổ biên chủ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mắt của tiểu tử này còn nhiều hơn tóc của ông ta, điều ông ta sợ chính là tiểu tử này đi trước, gặp người thì sẽ hành động. Phổ biên chủ rít một hơi dài điếu thuốc, sau đó đặt lên tai, ngẩng đầu nhìn khu vực lôi kiếp, khoảnh khắc tiếp theo, ông ta bay lên trời, xông vào khu vực lôi kiếp, tiếp đó, giọng nói của ông ta đột nhiên vang lên, mở ra cho lão tử. Uinh uinh! Dưới cái nhìn của Diệp Quân, khu vực lôi kiếp đột nhiên như bị một sức mạnh nào đó chia cắt ra, một lối đi xuất hiện. Diệp Quân sửng sốt, thực lực của vô biên tiền bối này mạnh quá. Không suy nghĩ nhiều, cơ thể hắn run rẩy, trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang lao tới. Sau khi Diệp Quân xuyên qua khu vực lôi kiếp, phổ biên chủ xuất hiện tại hiện trường, xung quanh lôi kiếp như thủy triều dâng lên về phía ông ta thoáng liếc nhìn lôi kiếp màu đỏ như máu, sau đó vung tay áo. Uỳnh! Trong chớp mắt, hàng trăm đạo lôi kiếp đỏ như máu trực tiếp biến thành cho bụi. Phổ biên chủ lấy điếu thuốc còn đang cháy trên tay xuống, hút một hơi rồi nhìn lên khu vực lôi kiếp, ở đó, có một chùm lôi quang màu đỏ như máu bay lơ lửng. Lúc này, chùm lôi quang màu đỏ như máu đang tỏa ra từng đạo khí tức đáng sợ. Sự tồn tại của phá vòng cảnh cấp 9. Phổ biên chủ liếc nhìn chùm lôi quang đỏ như máu, không vội, đợi ta hút xong điếu thuốc này sẽ xử ngươi. Vừa nói ông ta vừa hút một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhả khói ra. Diệp Quân thành công xuyên qua khu vực lôi kiếp, sau khi đi được một đoạn, xung quanh đường hầm thời không có chút hình ảnh mơ hồ, giống như một dải tinh hà sáng ngời, còn có vài tinh cầu mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Diệp Quân nghi hoặc, hắn cố gắng nhìn rõ một chút, nhưng hình ảnh ngày càng mơ hồ. Hắn bước về phía trước, nhưng đi được một lúc, hắn liền ngây ra. Thời gian trước mắt như bị phá vỡ. Phía trước không có đường. Diệp Quân ngơ ngác nhìn về phía trước mắt hắn không còn đường nữa, chỉ có một khoảng trống xám xịt, không có gì cả. Trên mặt Diệp Quân tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào căn bản không có thời đại thượng cổ sao? Hoặc là, toàn bộ thời đại thượng cổ đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Diệp Quân đứng đó, trầm mặc không nói gì, hắn không ngờ sẽ như vậy, ở đây lại không có đường đi, trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là tận cùng của thời gian, thời đại thượng cổ đó chắc chắn tồn tại, nhưng có thể đã bị xóa bỏ rồi. Trực tiếp xóa đi dấu vết của một thời đại. Diệp Quân nhìn thật sâu vào vùng hư vô trước mắt,
quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói vô cùng mệt mỏi đột nhiên từ hư vô vang lên, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hai mắt Diệp Quân hơi nheo lại, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía hư vô, nhưng lại không nhìn thấy gì. Diệp Quân hỏi, các hạ là? Giọng nói vẫn mang vẻ mệt mỏi, còn có chút buồn bã, ngươi có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ làm vua dựa dẫm cũng rất tốt không? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào hư không, ngươi biết ta? Ngươi rốt cục là ai? Giọng nói đó lại nói, đúng là, có lẽ làm vua dựa dẫm rất tốt. Diệp Quân nhìn chằm chằm hư vô một lát, nói, đó không phải con đường của ta muốn đi con đường của chính mình. Sau khi giọng nói im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, ngươi rất xuất sắc. Âm thanh càng ngày càng xa. Nhìn thấy đối phương muốn rời đi, Diệp Quân vội vàng nói, ngươi là ai? Ngươi có phải là người thân của ta không? Tuy nhiên, không có bất kỳ phản ứng gì, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Diệp Quân muốn đi tới, nhưng lại kinh hãi phát hiện, vừa bước được một bước, cả người hắn bắt đầu biến mất. Lúc này, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của hắn đều bắt đầu biến mất. Diệp Quân nhanh chóng lùi lại, hắn kinh hãi nhìn khoảng hư vô trước mặt, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn cầm thanh huyền kiếm đâm vào thế giới hư vô đó, nhưng một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, thanh huyền kiếm trong tay hắn lại tan biến từng chút một. Diệp Quân sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.